lớp này chán xỉu luôn. Mình không thể mở nổi mắt đi. Sao Tina có thể ngủ hay thế nhở? Này Lexi, sao? Tớ nghĩ tụi mình nên đùa một tí, chọc Tina ấy. Cậu đang nói điều tớ đang nghĩ đến hả? Nếu thế thì triển luôn. Làm liền nào. Suýt, đừng đánh thức cậu ấy. Ở đây, chuẩn rồi má ơi. Ok, sẵn sàng rồi. Dùng cái này đi, nhìn chuẩn đấy nha. Đặt nước ngọt lên vở này. Cậu có băng đồ chưa đây? Ok, ngon lành luôn. Thể nào cũng địch của chóp đây. Hóng quá à. Sắp bắt đầu rồi. Lên nào bà con. Chuyện gì vậy? Ướt nhẹp rồi. Ủa là trời, hài xỉu ngang luôn. Là cậu hả? Thật là kinh khủng. Đây chính là bài làm tệ nhất mình từng thấy. Ý là viết tên còn sai nữa mới ghê. Một điểm về chỗ. Sao mấy em học dở thế hả? Sao nữa đây? Đùa nhau hả trời? Mà khoan, bài này ổn này. Bất ngờ phết, được điểm A luôn. Wow. Lâu quá đi mất thôi. Còn quá trời bài luôn này. Mình phải nghỉ một xíu. Chắc có cách dễ hơn nhỉ? Chờ đã. Có vẻ mình đã tìm ra cách rồi. Mình cần một cái nhẫn phẳng lì. Thế này nè. Mình sẽ phết keo lên trên. Rồi dính một miếng xốp lên đó. Sau đó vẽ hình chữ F bằng súng bắn keo. Làm từ từ này. Mình không muốn ai đánh giá tài năng hội họa của mình đâu. Nhìn tuyệt quá. Làm nhẫn khác nào. Lần này có chữ A nhé. Thế nào mọi thứ cũng nhanh hơn hẳn. Mình đeo nhẫn đây. Bắt đầu chấm điểm thôi. Mình sẽ in nhẫn vào bài kiểm tra. Nhìn này, hiệu quả luôn. Tuyệt. Như vậy đơn giản hơn nhiều. Cách này cũng giúp mình đỡ căng thẳng lắm luôn. Bài tiếp theo này. Khoan, xong hết rồi. Yêu mấy cái nhẫn này quá. Giờ thư giãn tí thôi. Cuối cùng cô cũng đi. Nào, nhanh lên. Hả? Gì đấy? Cái nhẫn này nhìn hài ghê. Liam, nhìn này. Cái gì đấy? Tớ tìm thấy cái nhẫn. Đỉnh. Có cái nữa này. Vừa quá trời luôn. David xem này. Wow, tuyệt quá đi mất. Khoan, tớ muốn thử cái này. Dừng di chuyển. Ủa, sao cậu lại làm thế? Thôi nào, kỳ cục qua đây. Cậu tới cổng chuyện rồi. Ra đòn đi. Cái gì? Này, thôi ngay. Cậu có thế thôi à? Thôi ngay coi. Mấy em đang làm gì đấy hả? Tại cậu ta ạ. Nhìn cậu khủng ghê. Cậu cũng thế. Không phải chuyện để cười đâu nhá. Đưa nhẫn cho cô. Thôi nào, đưa đây nhanh lên. Giờ biến khỏi đây mau. Nhìn hài thật mà. Vài em hình dán nữa là làm xong sổ rồi. Kỳ lân chẳng bao giờ là đủ cả. Wow, nhìn dễ thương quá đi. Giờ phải đi học thôi. Không thể đi học muộn được. Muốn cho mọi người xem vở mới quá. Chắc các cậu ấy sẽ ghen tị lắm luôn. Đặt vở ngay ở đây này. Khoan, thế là sao hả? Cậu bắt chước vở của tớ. Cậu nói xàm xí gì thế? Chờ chút. Mình không học nữa đâu. Đi chưa ta? Xấu hổ chết đi mất. Không ngờ tụi mình lại có chung phong cách. Chờ chút. Chắc mình sửa được đấy. Chỉ cần cây bút này thôi. Bắt đầu với việc vẽ hình trái tim lên giấy nhớ này. Sau đó tô màu nhé mọi người. Màu đỏ, đỉnh của chóp. Mình sẽ thêm chút màu trầm để hình vẽ này được nổi bật. Rồi cắt nó ra nhé. Giờ đặt nó lên giấy nến này. Và dùng băng keo phủ lên. Mình sẽ dàn phẳng băng keo. Đừng để bị nhăn nhá. Giờ cắt ra được rồi. Mình muốn cắt to hơn trái tim một tí. Vẽ xong mấy cái nữa rồi này. Giờ trang trí vở lại thôi. Bắt đầu với dâu tây nhé. Mình sẽ bóc miếng giấy đằng sau ra. Và dính nó lên vở của mình. Nhìn ổn hơn nhiều. Yêu quá đi. Xinh hơn hẳn Kỳ Lân nhé. Chào Naomi, cậu sao rồi? Tuyệt. Wow, hình dán xinh quá đi. Đúng là xinh thật ha. Tớ tự làm đó nha. Ôi, Lexi cũng có hình dán y chang này. Kỳ cục thật đấy. Không thể chấp nhận được. Chỉ có một quyển vở được dán sticker mà thôi. Naomi, quyết định đi. Gì? Thôi đi. Chà. Đùa chút thôi. Ừ, vừa rồi. Hài thật đấy. Mình lên lớp nhé. Mệt thật sự. Giờ thư giãn được rồi. Khoan, danh sách công việc. Ủa,
Thôi mà, số 1 dọn phòng của mình, phải làm bài tập ư? Kỳ cục quá đi. Thôi làm luôn cho xong. Chắc sẽ tốn chút thời gian đấy. Chắc mình có thể làm số 2 luôn. Bài tập khó làm lắm. Mình có thể làm gì nữa nhở? Bé yêu, chào em. Biệt vậy mình đã ở lại trường. Con chào mẹ. Con trai yêu quý của mẹ này, cầm đi con. Trời, dạ vâng. Đừng quên danh sách nhé. Nói thật đấy. Dạ không đâu. Buồn quá. Mình chỉ muốn chơi game thôi. Mình sẽ chẳng bao giờ được yên thân mất. Hay là mình chơi một tí nhở? Mình cũng nên thư giãn đầu óc mà. Liam, con làm việc đến đâu rồi? Liam. Nhìn phòng con kìa. Mẹ không nhặt đâu nha. Danh sách làm gì chứ? Thằng bé chẳng quan tâm. Không biết là... Xem cái Poppit này nào. Chắc mình có cách khiến danh sách này hay ho hơn rồi. Đợi mẹ tí nhé. Đầu tiên là cắt một phần khỏi cái Poppit. Phần này đây này. Giờ mình cần danh sách. Tiếp theo là một cây bút dạ quang. Rồi mình sẽ nhấn hai đầu bút còn lại vào đầu bút này. Mấy cây bút sẽ hòa màu vào nhau. Sau đó mình sẽ viết bằng cây bút đầy màu sắc này. Như vậy. Ổn rồi đó nha. Cho Liam xem thôi nào. Vẫn còn ngủ kìa. Dán nó vào cửa nào. Thật là rón rén này. Thằng bé ngủ ngoan quá đi, nhưng không được lâu đâu. Cái gì vậy? Khoan, lạ quá à. Nhìn thử xem nào. Trông vui ghê. Chờ chút, mình phải dọn dẹp phòng cái đã. Mình nên dọn phòng thường xuyên hơn. Không biết luôn ấy. Bé con, thấy ghê quá đi. Đi dạo vui nhỉ. Và giờ nhấn cái Poppit nào. Xong hết rồi này. Mẹ ơi. Sao thế con yêu? Wow, sạch sẽ quá. Để mẹ kiểm tra thảm nhá. Ngoan thật đấy. Thôi nào, mình không chờ được nữa đâu. Cậu có ổn không? Không. Mình phải qua môn này. Mẹ, bố, nhìn này, con được A cộng. Bố mẹ biết con làm được mà. Bố mẹ tự hào về con quá. Con là thành viên thông minh nhất nhà đấy. Mình sẽ giống như anh hùng. Đến lúc rồi. Kết quả đã có rồi đây. Mong là điểm cao nhớ. Hồi hộp muốn xỉu luôn ấy. Thầy phải nói là thầy rất ngạc nhiên. Của em đây Lexi. Và đây là bài của em Liam. Không dám nhìn luôn. Nhưng mình muốn biết. Cậu trước đi Lexi. Chỉ là điểm thôi mà. Wow, đậu rồi. Mình được A cộng. Không tin nổi luôn ấy. Tự nhiên mình thấy hết tự tin luôn. Mình sẽ xem tí tí thôi nhé. Chắc không đến nỗi đâu nhở. Thật luôn đó ạ. Em học chăm cực kỳ đấy thầy. Thế mà thầy cho em điểm F ạ. Bó tay chấm com. Bố mẹ mà biết chắc là thất vọng tràn trề luôn. F à? Trong nhà này tôi không có con trai. Đi đi, biến khỏi đây mau. Nhà này không chứa chấp mấy đứa học dốt. Có vẻ hơi quá nhở. Mình không muốn làm vô gia cư đâu. Phải làm sao bây giờ? Gì thế nhở? Là kẹo găm. Kinh dị quá. Ngày hôm nay tệ thật đấy. Chờ chút. Mình biết cách để được điểm cao rồi. Cũng đáng thử mà. Nhưng mình sẽ cần cây bút này. Và súng bắn keo nữa. Mình sẽ nhỏ keo lên đầu này của bút. Phải phủ lên đầu bút như vậy nhé. Keo phải dày vào đấy. Thế là xong rồi. Mình sẽ ịn nó vào số điểm. Sau đó ấn mạnh một tí. Khoan, có ai nhìn thấy không vậy? Giờ mình sẽ nhẹ nhàng nhấc bút lên. Bye bye điểm F nhé. Wow, đơn giản như đang giỡn. Giờ mình cần bút đỏ. Điểm A cộng có vẻ trông thật đấy. Mình sẽ vẽ vòng tròn để phủ dấu keo. Không ai nhận ra đâu. Mình thông minh ghê. Ai cần học cơ chứ. Kẹo trông vẫn ngon phết đấy nhở. Bạc hà đấy. Mang về cho bố mẹ xem nào. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra toán. Và sẽ siêu khó đấy nha. Rất rất khó. Mình đã học rất chăm chỉ rồi. Mình làm được mà. Ghét học quá đi. Thả ra công viên chơi còn vui hơn. Chẳng ố nhé. Duyên dáng nhở. Chúc cậu làm bài điểm cao. Cậu sẽ cần tới Chúc đây. Và bài kiểm tra bắt đầu. À phải. Wow, khó thật luôn. Sao cậu lại căng thế? Kiểm tra thôi mà. Dễ ẹt luôn. Chỉ cần chuẩn bị là được. Tớ có kết quả ngay đầu ngón tay luôn này. Sao phải học nếu chúng ta có thể gian lận cơ chứ? Mình có biết làm bài đâu mà. Chắc chắn mình sẽ đậu môn này. Ok, làm luôn thôi. Mọi người cũng nên ăn gian nhá.
Ôi không, mình chẳng nghĩ được gì. Lexi, này, đừng làm như thế. Nói bé bé thôi. Cậu tập trung làm bài đi. Nhưng làm vậy không đúng. Biết rồi. Tôi lỡ tay ý. Cậu vừa gảy rơi bút của tớ hả? Tôi không cố ý đâu. Chà, đừng có mà làm thế nữa nhé. Tớ chẳng có thời gian đâu. Mình phải làm thật nhanh, đáng đời nhà cậu. Cậu con nít thật đấy. Này, sao lại làm thế? Ăn gian không tốt đâu nhé. Ờ, rồi, tớ sẽ lấy kính của cậu. Đừng, tớ bị cận mà. Mở qua đi mất. May mà mình có kính dự phòng. Đừng quá đáng nữa. Ờ, đúng là đồ ngố. Phải làm gì bây giờ? Mình không thấy kết quả nữa. Khoan. Không, chả giúp được gì. Hay là có nhỉ? Mình biết cách rồi này. Dùng bút tô lên tròng kính nào. Vậy ổn nè. Ok, thử phát xem nào. Dùng nó để soi tờ phao và đáp án sẽ được hé lộ. Giống ảo thuật ghê. Nhìn giống kính mát quá à. Mình phải làm cho xong thôi. Hả? Gì vậy chứ? Này, Lexi, của cậu đấy. Tớ hả? Thật luôn, không biết là gì ta. Muốn xem quá à. Oh, Miles. Cái đồ tình tướng. Nhưng không thể phủ nhận là mình ngầu được. Tí nữa đi chơi nhá. Wow, sân này đẹp quá đi mất. Tớ sẽ nhấn một tấm nhựa lên trên nó. Cảm giác như căng thẳng cũng tan biến. Giống như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Hãy thử thứ gì đó khác nhé. Tớ sẽ dùng cây gạt cửa sổ để đẩy sơn trên khắp tờ giấy. Chắc chắn tớ sẽ treo bức tranh lên tường. Hoa văn hình sóng thì sao nhỉ? Đẹp quá đi. Lần này tớ sẽ dùng các đốm sơn. Tớ sẽ kéo tấm nhựa xuống, di chuyển từ bên này sang bên kia. Có thật nhiều cách làm. Và mỗi bức tranh đều độc đáo. Tớ có thể mở phòng trưng bày. Kiểu gì cũng sẽ giàu to. Tròn như con gián. Cậu đùa tớ hả? Măm măm thôi. Riêng tớ ăn cũng phải nghệ cả củ nhé. Aliup, sắp tới rồi. Trúng luôn. Tớ biết, ấn tượng ha. Cậu đấu lại được không? Sời, tớ còn nhắm mắt cũng làm được cho đó. Xem đây này. Chuẩn bị mà trầm trồ đi. Mắt tôi. Lúc nãy cậu nói gì cơ? Cứ luyện tập đi, rồi cậu sẽ làm được thôi. Cô muốn các em vẽ cầu vồng. Nhớ vẽ cho thật đẹp vào đấy. Tớ thích cầu vồng. Chẳng thích màu mè tí nào. Giờ ai cười đây? Chỉ muốn bắt đầu ngay và luôn. Cầu vồng là thứ gì đó rất nhiệm màu. Cậu đang làm gì vậy? Đúng là mọt sách. Annie, em còn đợi gì nữa? Bắt tay vào vẽ đi. Thì cũng đành. Nhưng mình chỉ thích màu đen. Thôi làm cho xong đi vậy. Nếu cô muốn cầu vồng thì em sẽ vẽ cầu vồng. Đây sẽ là cầu vồng đẹp nhất. Em xong rồi. Em đã cố khắc họa vẻ đẹp của nó. Cô thích không ạ? Chúng ta có Van Gogh của riêng mình trong lớp. Thế nào rồi hả Annie? Ta-da! Bình thường thôi, không cần vỗ tay đâu. Em đã nhìn thấy cầu vồng mà. Lớp học này thật ngớ ngẩn. Đây là điều em nghĩ về cầu vồng đấy. Mà chờ một chút, cho em mượn bút nhé. Mình sẽ sắp xếp bút theo thứ tự của cầu vồng. Sau đó lấy súng bắn keo. Mình sẽ dán bút lại với nhau. Sau đó thì chờ cho keo khô lại. Giờ thì vẽ thôi nào. Mình sẽ di chuyển bút như thế này. Mình muốn tạo thành hình vòng cung. Wow, hết dễ con bà bảy. Các màu sắc đang hòa quyện vào nhau. Đây quả là cách vẽ siêu dễ dàng. Ok được rồi, nhưng vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ dùng bút màu đen để vẽ cầu vồng trên túi đựng tài liệu. Không có cầu vồng. Cầu vồng. Rất hay phải không? Nhìn thấy nó nè. Biến mất rồi. Nó lại xuất hiện. Ma thuật gì vậy trời? Wow, tuyệt thật đấy. Việc của em xong rồi. Mà chờ một chút. Cậu mặc áo phông sặc sỡ quá kìa. Tớ cứ tưởng cậu chỉ thích màu đen. Hả? Không. Coi như chưa thấy gì nhé. Cấm nói gì, không thấy liệu hồn. Quá miệng lại rồi. Mình sắp làm xong bài tập về nhà rồi. Đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp. Thật á, cho mẹ xem với. Không, tác phẩm vẫn chưa hoàn thành. Mẹ đợi xíu. Xong rồi bà. Và nó đẹp mỹ mãn. Mẹ thấy thế nào? Nó là gì? Một củ khoai tây à? Chờ chút, để mẹ thử nheo mắt. Ô giờ mẹ thấy rồi, là con vịt. Dạ, không. Mẹ đùa thôi, để mẹ nhìn gần hơn nhé. Phải nhìn rất gần mới biết. À, quá hiển nhiên mà. Nó là một quả chanh vàng. Không, không phải quả chanh ạ.
Ừ, mẹ sợ là con sẽ nói thế. Khó thật đấy, mình bỏ sót gì nhỉ? Mẹ đang đùa con à? Tất nhiên, rõ ràng đó là một quả chuối. Thôi quên chuyện này đi ạ. Mẹ xin lỗi con yêu, nó là gì? Pikachu ạ. Thế à, không ổn chút nào. Không biết mình được mấy điểm. F à? Thật là khủng khiếp. Chắc con bé sẽ buồn lắm, nhưng mình đã có cách rồi. Mình sẽ đặt Pikachu ở đây. Cần gọt chiếc bút chì này chứ. Nhắc mà nhớ mình phải mua đồ gọt bút chì gấp. À, được rồi này. Mình lấy một chiếc bút chì khác, rồi buộc dây chun xung quanh hai chiếc đan chéo. Ở đầu bên kia mình sẽ làm tương tự. Tiếp theo mình sẽ tô theo viền của hình ảnh. Chỉ cần đi theo các nét cỡ sẵn, bút chì thứ hai sẽ vẽ lại y chang trên tờ giấy trắng. Thế này dễ hơn nhiều so với tự vẽ bằng tay. Đó, đã xong hình vẽ, không cần bức ảnh này nữa. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu tô màu. Con thấy thế nào Eva? Wow, đẹp lắm ạ. Con cảm ơn mẹ. Thôi con đi học đi mẹ ơi, không thì muộn giờ mất. Đi học vui nhỉ con yêu, nhớ giành điểm A. Ôi không, Eva, đợi đã. Đói bụng quá đi, muốn ăn gì đó. Cô giáo đang bận rồi. Cơ hội đây nè, lúc nào mình cũng dự trữ sẵn đồ ăn vặt phòng khi cần. À, đây rồi nè. Phải nhanh tay mới được, cô mà thấy thì sẽ bực mình lắm. Ai ăn kẹo đấy, này. Thôi mà cô ơi. Vờ như chưa thấy gì đi ạ. Gì cơ, sao em dám? Không ngăn được em đâu. Thế gớm quá Eva. Thật sự không biết giấu mặt vào đâu luôn. Nhưng mình không hề hối hận. Mình sẽ giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà ăn vặt thế vẫn chưa thỏa mãn. Thật may mình đã giấu Bim Bim. Sắp được ăn ngon rồi. Nhưng mình cần giấu đi. Kệ, đút tạm vào hộp đựng bút. Cứ bình thường. Một ngày bình thường như bao ngày. Ngon tuyệt quá mèo. Thèm dã man luôn. Há miệng nào. Cảm ơn nhiều nhé. Mà chờ một chút, lạ quá. Mình không có bàn tay thứ ba. Xin chào Eva. Cấm mặn vào trong lớp, nghe rõ chưa? Vâng, em nghe rồi. Nhưng mà cô không hề nói gì đến donut. Em lại làm gì đấy hả? Chuyển hướng. Cô vẫn nhìn đấy. Sao cũng được, mình quá thông minh mà. Thế rồi. Ngứa quá đi mất. Có gì đó sai. Con bé tinh ranh quá. Đã đến nước này thì phải hành động thôi. Mình biết con mannequin này sẽ hữu ích mà. Giờ thử ngụy trang cho nó thôi nào. Đúng vậy, cô đừng nhìn xuống đây. Tìm được cái hộp rồi nè. Mình giỏi ăn vụng ghê. Đây là chiếc donut hấp dẫn nhất mình từng thấy. Kem phủ màu hồng và kẹo rớt. Nghệ thuật đích thực. Donut ăn đi. Cấm ăn nó. Cảnh báo rồi đấy. Không. Ủa, cô chọc à? Đưa cho cô. Chẳng công bằng tí nào. Tốt nhất là đừng có ăn. Thả ra, nghe không Eva? Giá mà em cũng cố gắng làm bài tập như thế này nhỉ? Thôi ngay, biết chưa? Giờ cô còn phải chấm điểm. Vâng ạ. Mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra ý hay. Đầu tiên mình sẽ vẽ hai hình tròn nhỏ, rồi nối chúng với nhau, rồi vẽ một đường cong ở phía trên. Tiếp theo mình sẽ vẽ kiểu hình sóng, liền một đường sang bên kia nhé. Rồi đến nửa phía trên nè. Sau khi phác họa bằng bút chì, mình sẽ tô lại bằng bút bi, giúp hình vẽ nổi bật hơn. Chỉ cần tô đè lên những nét thô cơ bản ban đầu. Mình sẽ không tô chệch nét nào, không muốn làm hỏng nó đâu. Trông y hệt một chiếc donut. Mình sẽ dùng một cục tẩy để tẩy đi phần chì, sau đó tô màu vào trong. Mình sẽ chỉ tô ở phần bên trong các đường lượn sóng. Đây sẽ là kem phủ nè. Khoái chảy nước miếng. Tiếp theo là tô màu cho bánh mì. Mình sẽ dùng màu cam đậm. Đối với kẹo rắc, mình sẽ dùng bút xóa chấm lên, làm tương tự trên khắp kem phủ. Sau đó mình sẽ đổ bóng nè. Với bước này mình chỉ cần tô quanh các rìa, làm tương tự với kẹo rắc nữa nha. Việc này giúp chiếc bánh chân thực hơn. Vậy là đủ rồi. Sang bước tiếp theo. Đã đến lúc vận dụng khả năng đánh cháo. Lại đây donut. Và mình sẽ để hình vẽ vào trong hộp. Hả? Ai đấy? Rõ ràng có tiếng gì đó. Dạ, có gì không ạ? Em đang đọc sách nè. Ok, nhưng cô vẫn sẽ để mắt đến em. Ai mà biết sách lại hữu ích đến vậy. Che cho mình ăn bánh quá đỉnh. Đi nhanh đi nào, sang lớp tiếp theo đi. Cuối cùng tụi nhỏ đi rồi, mình đã nhịn cơn thèm nãy giờ. Khoan, chuyện này là sao? Đây không phải là donut. Bị lừa rồi. Eva!
Selfie. Nhìn dễ thương xỉu. Mong là mình chưa muộn học. Nhắc đến dễ thương, nhìn đằng kia, Kevin đến. Ôi trời đất, trông tớ thế nào. Chào Kevin, đằng này nè. Chào đằng ấy, tớ đã mong sẽ gặp được cậu. Wow, người đâu đẹp trai quá. Tụi mình sẽ thật đẹp đôi. Không biết mình nên đặt tên con là gì nhỉ? Thôi kệ, nhưng chắc chắn rất cưng. Khoan, gì vậy trời? Không, không phải vậy đâu. Nói gì cũng được. Thôi tớ đi đây. Vậy là lại chỉ có mình. Này Eva, xem cái này đi nè. Hài dã man con ngàn. Xem một mình đi. Quá đáng thế. Eva, cậu đây rồi. Tớ mua kem cho cậu nè. Không, tớ không muốn ăn. Vị sô-cô-la đấy, vị cậu mê nhất. Không, lượn dùng cái. Nó sẽ tan ra mất. Ok, thử lại lần nữa nào. Về chuyện Kevin. Ôi, đi rồi. Khoan. Biết đâu mình có thể dùng cái này. Đầu tiên mình cần cắt giấy thành một hình tròn. Rồi mình vẽ một khuôn mặt. Mình sẽ vẽ biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt. Quen thuộc phải không? Giờ mình cần hình tròn màu vàng và hồng. Mình sẽ đặt chúng lên trên biểu tượng cảm xúc. Tôi sẽ trang trí miếng trên cùng bằng biểu tượng trái tim. Dễ thương xỉu. Nhìn mà xem. Sau đó xếp thêm hai hình tròn và vẽ thêm một biểu tượng cảm xúc. Lần này mình sẽ vẽ một khuôn mặt buồn. Vui lên anh bạn nhỏ. Mình sẽ đặt hình tròn màu hồng lên trên. Mình sẽ lật nó lại và dán que gỗ vào phía sau nó. Mình chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Eva, cho cậu xem cái này nè. Lại gì nữa hả? Mặt cậu bây giờ thế này nè. Đừng có nhăn nhó phụng phịu nữa mà. Hài hước lắm. Tớ cảm thấy thế này. I love you. Cậu là bạn thân của tớ. Nói mà có biết ngại kìa. Ừ, tớ biết. Nhưng mà vui nhộn ha. Chắc là thế. Tớ xin lỗi Eva. Tớ không cố ý khiến cậu hiểu lầm. Chờ chút, cậu có nhìn thấy không? Không đời nào. Cậu hài hước quá Kevin. Kệ, chả phải gu của tớ. Cậu tự làm à? Mình phải trốn đi. À đúng rồi. Wendy, quay lại đây. Em biết quyết định mà, cấm đồ ăn vặt. Hả? Con bé chắc chắn ở đây. Có thể chạy nhưng đừng hòng trốn. Trốn cũng kỹ đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Cô đi chưa? Riêng khoản lén lút mình phải được điểm 10. Thú vị đấy. Hiểu rồi. Thật thông minh. Lại đẹp trai. Này gửi cho cậu nè. Rảnh thì gọi tớ nhé. Hả? Cậu nghiêm túc hả? Tìm người khác đi. Gì chứ? Cậu bị sao thế? Con nhỏ tưởng trang điểm xíu là đặc biệt lắm hả? Thật không công bằng. Ai cho cậu trang điểm ở trường chứ? Vậy là mình đã có đủ tài liệu cho lớp này. Bài hôm nay khá nặng kiến thức đấy. Cẩn thận. Em đi phải nhìn chứ. Rơi hết của cô rồi. Em không có ý đâu ạ. Em xin lỗi. Bọn trẻ này. Gì đây? Không phải của mình. Nhưng thuộc về túi mình. Lại đây mua nước chanh và kẹo nào. Xin chào, bạn muốn mua gì nhỉ? Tớ muốn mua một thanh kẹo. Ok là, nhưng không miễn phí đâu. À, phải. Tất nhiên rồi. Chờ đã. Chắc mình đánh rơi tiền mất rồi. Không thể chán hơn được nữa. Không có tiền, không có kẹo, xin lỗi, mời đi cho. Sao chuyện này luôn xảy ra với mình cơ chứ? Mình cần phải thư giãn. Ê nhóc, đang làm gì đấy? Chơi xong thì liệu mà dọn dẹp đi nhé. Phòng mà bừa bộn là mẹ mắng cả hai chị em đấy. Chờ đã. Mình đã nghĩ ra một ý hay. Chuẩn. Chắc chắn sẽ hay ho lắm. Cho chị mượn lấy tấm này nhé. Mình sẽ cắt miếng xốp thành hình bàn chân và đan xen các màu khác nhau. Giờ chồng các dấu chân lên nhau. Mình sẽ dán từng lớp như thế này. Súng bắn keo có mặt. Mình sẽ phun keo lên lớp ở trên. Nhớ phun cho kín bề mặt nha các bạn. Giờ mình đợi cho keo khô lại. Sau đó mình cắt một đường ở mặt bên của chồng xốp. Mình khoét rỗng bên trong và gắn một hộp vào đó. Đây sẽ là không gian hoàn hảo để mình cất tiền. Vậy là khỏi lo lắng mất nữa rồi. Bạn quay lại. Hy vọng lần này bạn đã có tiền. Đừng lo, tớ có mà. Đợi xíu tớ lấy tiền. Xanh lá là màu yêu thích của tớ. Kẹo của cậu đây. Bao nhiêu quy định cũng là không đủ. Tụi nhỏ này cần kỷ luật, nhất là Mindy. Em chào cô. Không, lùi lại.
Ở gần em cô lo lắng lắm. Em có thứ này tặng cô. Theo cho lời xin lỗi gửi đến cô ạ. Mong là cô thích đồ ngọt. Em mời cô. Thật sao? Cho cô ạ? Em cũng dễ thương đó chứ. Vậy tan học mình đi chơi nhé. Hả? Này, tớ về rồi. Úi. Dép xinh đó Mindy, rất sặc sỡ. Đúng là đẹp thật. Đây không chỉ là đôi dép đâu. Nhìn kỹ nhé. Tớ giữ mọi thứ tớ cần ở trong này, bao gồm cả hộp son nữa. Cậu sẽ chẳng biết khi nào cậu cần đến nó. Đây là màu son yêu thích của tớ. Cậu xinh quá Mindy. Ngọt ngào ghê. Tôi nói thật đấy. Lát nữa cậu bận gì không? Tụi mình có thể đi xem phim với nhau. Nghe hay đó. Cậu có số của tớ rồi nhỉ? Wow, bài này lôi cuốn quá đi mất. Các em thấy đấy, thật ra rất đơn giản. Đúng là như vậy. Ồ, Wendy kìa. Chào mọt sách. Không tin nổi là chúng ta phải ngồi cạnh nhau. Sao cũng được. Các em mở trang 14 trong sách ra. Mình ghét lắm này. Ăn vặt thôi nào. Sô-cô-la thơm ngon. Mình sẽ măm măm thật ngon. Cậu đang làm gì đấy? Cậu biết là không được ăn trong lớp mà. Tôi đói bụng. Ôi, ngon hết sảy. Không thể tin vào mắt mình nữa. Có chuyện gì vậy em? Cậu ấy ăn sô. Ủa? Rõ ràng tớ nhìn thấy. Cô để ý nhé, bạn ấy ăn vụng ạ. Không vừa chút nào Wendy. Lạ quá đi mất. Chắc do mình tưởng tượng thôi. Cơ hội đây rồi. Mình đã để dành đi đi mãi. Ôi trời đất. Cậu đang đùa tớ hả? Nhìn thấy mà thèm. Vá cháy vợ chết. Thật là điên rồ. Cô cũng thấy phải không ạ? Lại gì nữa đây? Bạn ấy vừa xong. Hả? Vô lý đùng đùng luôn. Cô rất thất vọng Wendy. Không làm ồn nữa nhé. Em đồng ý. Cứ học bài đi. Tớ sẽ làm một chiếc bánh mì kẹp. Cậu vừa nói gì? Hả? Sao cậu làm được vậy? Tớ không hiểu. Thôi mà kệ. Đã thế, nếu mình đi ăn vụng thì mình cũng có thể ăn vụng. Mình cũng có mang theo kẹo mà. Đây rồi. Em nghĩ em đang làm gì hả? Không được ăn trong lớp. Chỉ là một thanh kẹo. Mình đi còn. Chà, bó tay với em rồi. Đừng có mất trật tự nữa. Không công bằng chút nào. Tớ không biết cậu làm thế nào. Xuyệt. Tớ đang cố học bài đấy. Tớ ra ngoài đây. Không đời nào. Tớ thích sinh tố tươi ngon. Hả? Đây đúng là trò đùa. Không công bằng. Hít thở nào. Chuyện này chưa xong đâu. Mình sẽ chờ. Sảng khoái quá đi thôi. Gì nữa ta? Hết giờ rồi. Cất đồ vào cặp nào. Đi ăn trưa thôi. Không biết hôm nay có món gì. Đói bụng ra man. Nhỏ đây rồi. Đã đến giờ. Ngon quá. Đã cái cơn thèm. Từ từ đã. Chuyện ở trong lớp là sao hả? Sao cậu giấu giỏi như vậy cơ chứ? Tại vì tôi thấy cậu ăn quá trời. Dừng lại. Ok, tôi không nghĩ cậu làm thế. Sao? Có chuyện gì? Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó? Cầm lấy. Đeo mắt kính của tớ nè. Rốt cuộc là cậu đang làm gì? Vậy là được rồi. Đưa đây trả tớ. À, tớ cần một viên. Đứng im. Ok, đi theo tớ. Ngồi xuống đi. Cậu có trách về chuyện này không? Tin tớ đi. Ok mà. Trông y như cục mụn. Có điều mụn này ăn được. Mình đang thèm dã man. Ngon quá. Biết ngay cậu sẽ thích mà. Thấy không, ngồi cạnh nhau cũng đâu phải là ý tồi. Ôi, cô giáo kìa. Tớ bắt đầu nhé. Cảm ơn Mindy cậu là nhé. Hôm nay là sinh nhật của Wendy. Ôi, cậu ấy đến. Chào Mindy, sao lại đội mũ? Chúc mừng sinh nhật. Cái này cho. Thôi, chú mình vào lớp nhé. Cậu có xem bộ phim tối qua không? Chờ đã. Và rồi họ đi vào một ngôi nhà ma ám. Sao họ lại làm thế? Mình sẽ lén bỏ vào cặp Wendy. Phim đó đáng sợ lắm. Tôi gặp ác mộng luôn. Vào chỗ đi các em. Bài hôm nay nhiều nội dung lắm. Làm thôi. Wendy. Gọi gì tớ?
mở cặp ra đi. Cặp từ á? Nhìn vào trong cặp cậu đi. Nhanh, có một thứ ở trong đó. Hả? Thật luôn? Rồi để tớ mở. Đưa cho tớ. Nhìn vào trong đi nào. Cậu tặng quà cho tớ à? Ồ, không cần đâu mà. Cảm ơn cậu nhiều. Tớ biết đây là món tủ của cậu. Tớ thích lắm. Có phải bánh quy không? Em biết là không được ăn uống trong giờ học mà. Đưa cho cô mau. Nhưng quà của em. Em sẽ chia cho cô. Đây là sinh nhật tồi tệ nhất. Thôi đừng buồn mà. Không sao đâu. Ngon quá. Mình sẽ mua một gói để dành. Cô còn ăn trước mặt tụi mình á? Để xem mình có thể làm gì nào. Mình đã giữ sẵn bánh quy phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu làm gì vậy hả? Nhỏ tiếng thôi, xem nè. Tớ cần một thứ nữa. Dây buộc tóc là chuẩn luôn. Sao? Tớ chả hiểu gì. Lùi lại xíu. Tớ sẽ đặt bánh quy ở dưới váy. Sau đó tớ buộc dây xung quanh miếng bánh. Như vậy để giữ cố định. Tớ sẽ buộc thành một đường thẳng. Trông giống như một chi tiết mang tính thời trang. Đó, xong rồi. Cậu thấy thế nào? Wow, hết nước chấm luôn. Cô giáo sẽ không nghi ngờ gì đâu. Trật tự nào. Đã đến lúc ăn vụng rồi nè. Tớ sẽ tháo dây ra. Vậy là có bánh quy ăn rồi. Tiếng gì vậy? Cô vẫn để mắt đấy nhé. Biết ngay sẽ hiệu quả. Này, cậu cũng ăn một miếng đi nè. Cảm ơn bố. Mình sắp hoàn thành kiệt tác rồi. Tranh của mình sẽ được treo trong bảo tàng. Chờ đã. Justin tự vẽ đấy á? Đẹp hơn của mình bao nhiêu luôn. Hay mình thử nheo mắt xem có thấy đẹp hơn không. Mình nghĩ gì vậy chứ, xấu mù. Đợi tớ một chút. Tớ mang đổ vỏ bút chì vào thùng rác đã nhé. Ước gì mình có thể vẽ đẹp như cậu ấy. Mà chờ một chút, biết đâu mình có thể. Mình chỉ cần màng bọc thực phẩm này thôi. Mình sẽ trải màng bọc lên trên, rồi vẽ đè lên các nét. Tô theo viền rất dễ phải không nào? Vẽ thật mượt. Mình đúng là thiên tài. Chắc chắn mọi họa sĩ vĩ đại đều làm việc này. Không phải là sao chép mà là lấy cảm hứng. Giờ thứ nhất màng bọc thực phẩm lên và đặt nó vào một tờ giấy trắng. Mình sẽ dùng con lăn để ép cho nhanh. Ta-da! Dễ thương xỉu. Tớ mới vẽ nè Justin. Không đây nào, trông giống hệt của tớ. Đẹp quá đi mất. Tư tưởng lớn gặp nhau nhỉ. Chúng mình thật tài năng. Đập tay nào anh bạn. Oh yeah. Bảo sao chúng mình chơi thân. Bài tập về nhà khó quá. Chờ chút. Cái gì vậy? Mình chẳng hiểu mô tê gì cả. Chẳng hợp lý một tí nào. Ôi không, các công thức sao mà quá trời. Hãy để tôi yên. Em chưa rồi Justin. Và thầy thấy rất vui. Cái gì hồn nào vậy? Kiểu gì cũng u một cục cho coi. Căn phòng đang quay cuồng. Không, chắc mình bị choáng thôi. Sao thế anh bạn? Tại sao môn vật lý lại khó như vậy? Con chẳng hiểu cái gì cả. Con sẽ trượt môn này mất thôi. Ui, đau quá. Chờ bố một chút đã nhé. Bố phải dán băng cá nhân lên vết thương. Ôi, chưa gì đã sưng rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Ổn hơn rồi. Hả, kìa bố, chuyện này quan trọng hơn. Bị điểm F thì toi. Thì con ôn bài cho kỹ vào. Con đang cố đây nhưng mà cứ quên hoài. Quên, con biết rồi. Đấy, phải như thế chứ Justin. Hả, con đang nói về băng cá nhân. Cho con nhé. Cái này sẽ giải quyết mọi vấn đề. Tạm biệt điểm F. Mình sẽ bóc phần băng dán ở phía sau ra. Mình đã chép hết công thức vào tờ giấy nhỏ này. Mình sẽ đặt nó vào giữa băng cá nhân. Vậy là có thể xem đáp án bất cứ lúc nào. Kiểu gì mình cũng sẽ được điểm cao. Đau cho tôi mất tôi. Em bị làm sao thế? Thôi em không muốn nói về chuyện đó đâu ạ. Em vẫn làm bài được chứ? Dạ vâng ạ, em rất nóng lòng được làm bài. Chúc may mắn, em sẽ cần nó đấy. Đấy là thầy nghĩ thôi, mình sẽ bóc băng cá nhân ra. Vậy là có mọi công thức cần thiết. Thừa nhận đi, cách này rất thông minh. Cứ tưởng đây là lớp mỹ thuật. Sao mình không ôn bài chứ? Làm sao mà qua môn này đây? Mà chờ một chút, thầy giáo đang không để ý. Cơ hội đây rồi. Mình chỉ cần lén luôn hết sức. Mình biết làm gì nếu không có điện thoại chứ. Đúng bài này rồi nè.
và các em sẽ có câu trả lời. Sau khi xong bước đó, có chuyện gì thế kia? Có phải điện thoại? Hehe, không gì có thể ngăn mình. À thế à, lâu chưa ạ? Cũng đủ lâu. Đưa điện thoại cho thầy. Thầy rất thất vọng về em Alex. Giờ thì làm bài đi. Không thể tin được. Vâng vâng, chả quan tâm. Thầy có thể lấy điện thoại, nhưng mình vẫn còn đồ ăn vặt. Xin Nick khoe tay có một nguyên liệu bí mật. Đáp án. Và điều tuyệt nhất là mình sẽ được ăn xì nách. Cậu giỡn mặt với tôi hả? Cảm giác như có người đang nhìn mình. Thần hồn nát thần tính. Bim bim, cho thầy à? Không cần đâu. Loại nữa sao? Chính em ép thầy đấy nhé. Xem phao này. Nhẹ cả người. Mời em ra khỏi lớp. Quá đáng. Em sắp khóc rồi à? Thật không công bằng. Chuyện gì vậy con? Con bị điểm F. Con đã cố hết sức. Thôi đừng có buồn. Chờ chút, bố có cách giúp con rồi. Đầu tiên bố sẽ tháo tay cầm trên chiếc kính lúp của bố. Sau đó lấy một ống bìa cứng. Bố sẽ đặt lên phía trên trong kính lúp, dán lại bằng keo này. Bố sẽ dùng súng bắn keo phun quanh rìa. Tiếp theo bố cần băng dính đỏ. Bố sẽ cuốn xung quanh tròng cho cùng màu ấy mà. Của con này Alex, cái này sẽ giúp con giải quyết vấn đề. Gì đấy ạ? Ghé mắt vào mà xem. Chờ bố chút nhé. Đợi xíu. Nhìn tờ giấy này đi. Dạ. Con hiểu rồi, con nhìn thấy đáp án. Tuyệt vời ông mặt trời. Hôm nay kiểm tra nhé các em. Thầy đã thiết kế một bài siêu khó. Em cảm thấy vô cùng tự tin. Đứa nào cũng nói vậy. Bắt đầu được rồi. Thầy biết nhóc sẽ lại trượt. Em thì không nghĩ thế đâu ạ. Bố ơi, bố đâu rồi? Không, chỉ là cây. Màn ngụy trang này sẽ thành công. Alex, đằng này nè. Hoan hạ, con biết bố sẽ không làm con thất vọng mà. Hả? Em mới nói gì sao? Làm gì thế nhỉ? Thế có gì sai sai, phải điều tra mới được. Đến giờ vẫn ổn. Em đang làm gì vậy hả? Không ạ, em chẳng hiểu thầy đang nói gì nữa. Đây ạ, thầy tự xem đi. Xem thì xem. Đằng kia có ông thợ xây nhìn lạ quá. Cứ bình tĩnh. Mọi thứ đều có vẻ ổn. Thầy đã nghĩ sai về em Alex. Suýt thì lộ. Wow, thầy nói liên tục mà mình chẳng hiểu một tí gì. Và nội dung này rất quan trọng, sẽ có trong bài kiểm tra đấy. Mình chỉ nghe thấy bla bla bla. Mình biết phải làm gì cho đỡ chán rồi. Măm măm. Nghe giảng bài kể cũng đói bụng. Kẹo ngọt thơm ngon. Khoan, hình như mình nghe thấy tiếng vỏ kẹo sột soạt. Mình sẽ thưởng thức kẹo. Em nghĩ mình đang làm gì hả? Không được nhé. Quy định thế nào? Cấm ăn vặt trong lớp. Đưa cho thầy. Đưa hết đây. Nhưng làm sao rồi? Để xem có phải kẹo thật không. Oh yeah, 100% đường. Tiếp tục nhé. Ok, không được ăn vặt. Nhưng thầy không hề nhắc đến nước ngọt. Cũng giúp mình giải khát. Nhưng lần này mình sẽ cẩn thận hơn. Giấu dưới ngăn bàn nè. Làm sao thầy biết được? Khoan, thầy đi đâu rồi? Ôi giời, thầy. Thầy sẽ tịch thu lo nước. Sao nó lại ở đó nhỉ? Thầy cảnh báo lần cuối Alex. Này, quay lưng đi rồi, nhanh tay đi nào. Không, đừng hòng. Hả? Thầy quá nhanh phải không? Thầy sẽ tịch thu luôn. Suýt được rồi mà, xíu nữa là ăn được. Mình giám sát em đấy. Shish, thầy căng ghê. Dù em sẽ thôi. Chờ chút, cây hồ dán. Mình đã nghĩ ra một ý. Cái này dùng được đó nha. Đầu tiên mình cần lấy hồ dán ra. Sau đó thì làm sạch bên trong ống. Tiếp theo chuẩn bị loại kẹo yêu thích. Rồi nặn thành một cục như thế này. Vậy là có bóng kẹo thơm ngon. Mình sẽ ấn cái ống vào kẹo. Như vậy ta sẽ có một phần kẹo trong ống. Sau đó mình cẩn thận gỡ phần kẹo thừa ra để dành tí ăn sau. Vậy là có thanh kẹo xịn sò. Khi mình xoay ống, kẹo sẽ được đẩy lên y như trong kế hoạch của mình. Và phần hay nhất là sẽ không có ai nghi ngờ gì. Ngon hết sảy. Mà chờ một chút, mùi gì mà thơm thơm thế? Lại nữa hả? Có mùi kẹo phải không?
Dạ, không, sao mẹ em dám chứ? Thầy không tin em đâu nhóc ạ. Phải nhìn gần hơn mới được. Cứ tự nhiên ạ, chẳng có gì đâu. Em chỉ đang dùng kê hồ dán bình thường thôi. À thế à, chắc là thằng bé nói thật. Thầy không nhìn thấy kẹo. Ok, vậy chắc mình đã sai. Hẳn vậy rồi, giờ thì em xin phép tiếp tục sử dụng hồ dán. Ngon tuyệt cú mèo. Rốt cuộc lớp này cũng không tệ lắm. Em làm được mà. Hồi hộp chết mất. Hy vọng là đúng. Mình đã cố hết sức. Làm đúng không nhở? Chắc sai rồi đúng không? Tự nhiên làm chi không biết. Khó quá mà. Nhìn vào học hỏi nè. Cậu chỉ cần làm vậy thôi. Ta-da! Tớ biết, tớ là thiên tài mà. Sao có thể không tin được? Tự do rồi. Cậu thấy mặt giáo viên không? Không tin được là Kevin lại để đệm mông hài hước lên ghế của cô. Cậu thích Kevin nè nè. Hey, đừng có nắm tóc tớ. Thôi đi. Tớ phải cho cậu xem cái này. Đây là bạn mới của tớ. Nhìn muốn ôm quá. Nhưng xem nè. Hả? Teddy bị sao vậy nè? Ồ không, bút của tớ bị chảy mực. Không hay rồi. Mẹ sẽ giận cho xem. Đưa cho mẹ. Mẹ rất thất vọng. Đủ rồi, ra khỏi nhà đi. Con khiến gia đình thật xấu hổ. Mình phải đi đâu đây? Đây là cuộc sống mới của mình. Mình thành dân du mục rồi. Chỉ có mình và con đường thênh thang. Và một con gấu khổng lồ. Chắc nó muốn ôm. Chắc không đâu. Không thể để chuyện đó xảy ra. Mình không muốn bị gấu ăn thịt. Tớ nghĩ ra ý này. Tớ sẽ xịt keo lên hộp khoai tây chiên. Tớ muốn làm một cái khung. Tớ sẽ làm hết và chỉ để lại một khoảng trống nhỏ. Tiếp theo dán dây kéo lên khung. Hộp đựng bút mới của cậu nè. Cho tớ sao? Đẹp quá. Wow, phải dùng ngay mới được. Bút của tớ đâu? Vừa y luôn. Mickey cậu là nhất. Chứ gì nữa? Khiếm tốn đi. Cả lớp chú ý. Hôm nay là ngày kiểm tra. Và cô đã làm nó rất khó đấy. Ok, đây là câu hỏi đầu tiên. Đâu là dung dịch kiềm? Ống này hay ống này? Em biết. Là ống màu xanh ạ. Em nghĩ sao Stacy? Em đồng ý không? Em không biết. Chúng ta học rồi mà. Em phải biết chứ. Nhìn bừa bộn quá. Em cần phải... ok. Thử một câu khác nhá. Đây là ai? Câu này em cũng biết. Đó là người đàn ông có mái tóc ngộ nghĩnh. Ý là về mặt lý thuyết thì em đúng. Cô ấy giỏi quá. Cái gì đây? Em không biết. Em biết. Đó là cách dùng trong phòng thí nghiệm. Em trả lời đúng liên tục đấy Mickey. Cảm ơn cô. Ai giải được câu này? Khó đấy. Không tin được. Bẩn quá đi mất. Nhớ phải dùng. Đợi đã. Các em cũng thấy đúng không? Kệ đi. Các em có 4 lựa chọn. Câu này khó quá. Không khó với mình. Sao cậu ấy biết hết các câu trả lời vậy? Ý là cậu ấy không thể thông minh thế được. Cô ấn tượng đấy Mickey. Chắc hẳn cậu ấy đang gian lận. Tớ giúp nhá. Ai đó viết nguệch ngoạc trên mạng vậy? Mình sẽ làm nó trông sạch như mới. Hey, bà làm gì vậy? Thôi đi. Bỏ khăn lau của tôi ra. Tôi nghiêm túc đây. Wow. Đây là cơ hội của mình. Chỉ cần chút trợ giúp. Mình thích công nghệ. Tới đâu rồi nhỉ? Stacy, em đang quay cóp sao? Em á, không đời nào. Ok. Stacy, đưa điện thoại cho tớ. Nhanh lên, trước khi cô thấy. Cảm ơn. Đây là câu hỏi tiếp theo. Mình biết giúp thế nào rồi. Mình sẽ quét keo dọc theo rìa của ốp lưng. Rồi làm một đường keo nữa ngay bên cạnh. Sau đó dán bút chì lên. Mình sẽ làm tương tự khắp ốp điện thoại. Mình muốn che điện thoại đi.
đây là giải pháp cho tất cả các vấn đề của cậu. Ok, ai nghĩ mình có thể trả lời câu này? Mickey, cái gì vậy? Hả? Cái này à? Chỉ là bút chì của em thôi. Ok, được rồi. Này, cầm lấy. Wow, cảm ơn cậu. Để nó ở đây, mình sẽ có tất cả các câu trả lời trong tầm tay. Thôi nào, cô không rảnh cả ngày đâu. Câu nào? Tuyệt quá. Em biết rồi. Câu đó ạ. Tốt lắm. Cảm ơn Mickey. Các em đã chuẩn bị cho bài kiểm tra rồi nhờ. Miễn là có sách giáo khoa thì sẽ ổn thôi. Các bạn thử nước ngọt này chưa? Ý là ngon tuyệt luôn. Mình nghĩ mình đã sẵn sàng. Mình đã học hết rồi. Chỉ cần bình tĩnh thôi. Để đầu óc thoải mái. Và điểm A sẽ là của mình. Phải mua thêm nước ngọt mới được. Nào cả lớp, đây là bài kiểm tra. Cái gì đến phải đến rồi. Thời gian bắt đầu. Làm bài thôi. Mừng là có thể dùng sách. Như vậy sẽ dễ hơn. Nó đâu nhở? Chỉ ở đâu đó trong này thôi. Đến lúc rồi, làm thôi. Sẽ dễ như ăn bánh ấy mà. Không cần căng thẳng đâu. Thời gian đang trôi qua. Không tìm thấy. Quá dễ luôn. Tiếp theo là gì đây? Ở trong này nóng lên hay sao vậy? Không ổn rồi. Tôi nghĩ cậu đã chuẩn bị rồi. Tôi đang cố tập trung. Các em phải nhanh lên. Cát trong đồng hồ đang chảy này. Sắp hết giờ rồi, các em làm cho xong đi. Chắc chắn mình sẽ đậu. Ow! Hey, có ý tưởng gì lớn sao? Cậu đập sách vào đầu tớ. Đau đấy. Đợi đã, mình biết phải làm gì rồi. Nó sẽ ngăn Mickey đập sách vào đầu mình. Mình sẽ để một số ống hút nhiều màu lên giấy cách nhiệt. Giờ mình sẽ ủi qua tờ giấy. Như vậy sẽ làm ống hút chảy ra, nhưng không bị cháy. Giờ mình sẽ đục một lỗ ở đầu. Rồi luôn chỉ qua lỗ đó và thắt nút lại. Cái này sẽ giúp Mickey. Hey! Gì vậy? Wow! Tuyệt quá! Như này rất dễ để tìm thấy đáp án. Đúng là thứ mình cần. Nào, hết giờ rồi. Nộp bài đi các em. Mình làm được rồi. Đúng là nhẹ nhõm. Woohoo! Yeah, là mình đây. Các bạn sẽ làm được. Ra ra. Cả nhóm cố lên. Woo! Cảm ơn. Mọi người tốt quá. Mình luôn có thời gian cho fan. Nhớ là mình chỉ nhận tiền mặt hoặc vàng nhé. Giờ đi đi. Làm người cổ vũ khó lắm đấy. Nhưng trông xinh đẹp thì quá dễ đối với mình. Tuy nhiên cần trang điểm lại một chút. Chào Stacy, chào tớ xin chữ ý ký nhá. Tớ là fan cứng của cậu đấy. Cậu có thể ghi tặng bạn thân Mickey được không? Cậu có gì trên tóc nè? Sao nó ở đó được vậy? Yuck. Ôi trời, xấu hổ quá. Stacy, tớ xin lỗi. Đợi đã, mình có ý này. Mình sẽ để vào bút chì cho một cái khuôn trái tim. Thêm ít nữa. Sau đó đổ epoxy resin trong suốt vào. Giờ đợi cho nó cứng lại. Có thể lấy nó ra khỏi khuôn rồi. Tiếp theo mình cần móc hoa tai. Và mình đã có trang sức tùy chỉnh. Wow, xinh quá. Stacy, quay lại đây. Tôi có cái này cho cậu nè. Hoa tai á, cho tớ sao? Wow, thích quá. Trùng hợp với màu mắt của cậu. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện lột xác chưa? Chuyện gì vậy? Mình thấy như được sống lại. Và nhức đầu. Nào đi chơi nhá, đợi chút. Tốt hơn nhiều rồi. Wow, mọi thứ mờ ảo quá. Ouch. Ups, là lỗi của tớ. Nào, tớ giúp cậu đứng dậy. Thú vị đấy. Có chuyện gì ở đằng kia vậy? Ý là trông buồn cười dã man. Cậu đến mà xem nè. Có gì vui thế? Lại xem đi. Cô ấy giống như tôi là hiệu trưởng ngưỡng ấy. Từ rất ngưng kích. Ồ thế à? Cô nghe thấy các em nói đấy. Anh bị ma. Các em gặp rắc rối to rồi. Quay lại đây. Wow, đây là đâu? Trang phục dễ thương quá.
Các em nghĩ mình là nhà phê bình nghệ thuật hả? Đã đến lúc thực hiện thử thách vẽ. Tuyệt vời! Wow! Sáng nay cậu có thể kết vẽ không? Này, dừng lại! Thử thách đầu tiên sẽ bắt đầu. Chủ đề của vòng này là thủy sinh. Cậu muốn hai em vẽ cá? Ồ, được ạ, không thành vấn đề. Vẽ cá thì đơn giản thôi. Ủa, sao đèn bị tắt vậy trời? Mình không thích bóng tối. Khoan đã, ra là em. Con bé làm kiểu gì ta? Đến là cậu Annie. Xem đây, đó là bàn tay. Tớ đang nghĩ ra một ý. Có một chút nguồn cảm hứng nhỉ. Đầu tiên tớ sẽ vẽ viền bàn tay. Nhưng tớ muốn để lại khoảng trống. Giờ thì nối vào nè. Đây sẽ là chiếc đuôi cá nè. Giờ thì vẽ đến cái đầu. Không thể quên miệng cá nhỏ xinh. Chắc chắn đó là một con cá. Tiếp theo tớ sẽ vẽ mắt và vảy. Tớ vẽ khéo tay ghê. Nhiều khi cũng tự ngạc nhiên. Tớ sẽ thêm vài chi tiết nhỏ. Giờ thì tô màu thôi nè. Tớ muốn tô màu sáng và sống động. Cẩn thận tô bên trong các đường này nha. Giờ mà làm hỏng thì tiếc lắm đó. Màu xanh dương rất hợp. Thật sống động. Tớ chỉ tô các sọc trên mình cá. Phần còn lại sẽ có một màu khác hẳn. Ok, xong các sọc rồi. Chuyển sang vuốt dạ màu vàng nào. Màu vàng sẽ làm nổi bật màu xanh dương. Ồ, đẹp quá đi. Một chút cá nhỏ vui vẻ nè. Đến lượt tớ. Tớ sẽ cắt những con cá nhỏ từ bìa cứng. Chúng có thể vào trong bát nước nè. Bơi lội vui nhé. Chúng chẳng làm gì mấy. Ui không, cá của tớ. Chúng rách ra mất rồi. Bởi vì mẹ chẳng bao giờ cho tớ nuôi con gì. Ồ, đừng khóc. Đây đúng là thảm họa. Tớ biết cách làm cậu vui rồi. Cho tớ mượn. Tớ sẽ giúp cậu cười tươi như hoa. Tớ sẽ đặt bát ở ngay đây. Tớ cần một chiếc thìa kim loại. Tớ sẽ vẽ lên mặt sau của thìa. Một chùm cá tí hơn nè. Tiếp theo tớ sẽ đặt thìa vào trong nước. Đừng ngại nhé. Đi đi, bơi một vòng xem. Đúng rồi, cá ngoan. Em sẽ cần vài người bạn. Chị không muốn em cô đơn đâu. Như một chiếc bể cá vậy. Wow, hay quá đi mất. Ngon đét phải không? Chả cậu nè. Wow, cảm ơn Annie. Wow. Tụi em xong rồi. Không đời nào, cá đang bơi kìa. Cô chưa từng thấy thứ gì như thế. Cho cô xem tranh của em nào Annie. Rất tốt. Ai là người chiến thắng? Cô biết là Chloe. Xin chúc mừng em. Hả? Nhưng tớ thắng mới đúng. Này, tớ đâu có tạo ra luật chơi. Không công bằng chút nào. Thì kệ thôi. Khoan, đây mới là thời trang á? Khiếp, chẳng khác nào mấy bộ quần áo của bà ngoại. Bộ nào đây? Bộ nào nhỉ? Gu thẩm mỹ cũng lạ lắm à nha. Nhìn cô kìa. Ồ, xin lỗi, cô giống như fashionista vậy. Hả? Trời ơi. Cô muốn các em thiết kế một chiếc váy. Ai biết được, có thể cô sẽ mặc đi catwalk ở Paris. Ồ, tớ thích thử thách này. Tớ có kế hoạch lớn. Chẳng biết phải làm gì cả. Không thể lãng phí thời gian. Oh yeah, rất ra gì vào này nọ. Mình chuẩn bị thay đổi thế giới thời trang. Nó, thật khủng khiếp. Mình còn chẳng biết sao lại ra thế này. Không ổn chút nào. Sang chảnh. Mình cần vào đúng tâm trạng nghệ sĩ. Này, cẩn thận chứ. Mình cần suy nghĩ như chiếc váy. Là chiếc váy... không biết là... Có ý tưởng rồi nè. Thử thôi mất gì. Mình cần một thứ nữa. Nhưng gì nhỉ? Đúng rồi, chờ tớ chút nhé. Một bình nước ép táo bự chạng. Đúng thứ mình đang cần rồi. Đầu tiên mình sẽ mở khăn ăn ra. Sau đó mình sẽ gấp các nếp ở đỉnh. Mình muốn tạo nhiều nếp gấp. Túm lại và gấp thôi. Trông nó sẽ giống như quạt giấy. Giờ mình có thể dán nó vào bức tranh. Mình cần hồ dán. Chừng đó là đủ rồi. Sau đó mình nhấn nó vào đúng vị trí. Chỉ dễ vậy thôi. Thật thanh lịch, rất sang. Nhưng trông có hơi đơn điệu. Mình muốn làm cho mọi người trầm trồ. Mình phải lấy cọ vẽ mới được. Mình sẽ tạo họa tiết chấm vi cho váy. Họa tiết này luôn đẹp. Mình sẽ dùng các màu sơn khác nhau. Chiếc váy sẽ làm mọi người phải ngoái đầu nhìn. Mình sẽ chấm các đốm trên nửa váy. Nó sẽ rất độc đáo. Wow, mê mẩn luôn. Đẹp quá đi mất. Mình nóng lòng muốn cho cô hiệu trưởng xem. Suy nghĩ nãy giờ mà đói bụng quá. Wow, nhìn bức tranh của Annie kìa. Đẹp hết chỗ chê. Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Mình chờ một chút.
một bát trái cây mọng nước. Thế thèm ghê. Chôm chỉa luôn, bán đạo luôn nè. Hấp dẫn quá. Mình sẽ ăn thật ngon. Cho tớ một quả nhé. Còn lâu, của tớ hết. Đồ tham lam. Tớ không thèm. Úi, rơi mất theo rồi. Phải lau đi mới được. Ha, quả báo. Chờ chút, hay mình thử dùng quả này. Mình nghĩ ra cách rồi. Chiếc bánh này sẽ cực kỳ ngon miệng cho coi. Mình sẽ xếp các quả mâm xôi như thế này, sau đó xếp đến các quả việt quất. Quả lấy tưởng hay, mẹ thiên nhiên sẽ rất tự hào. Mâm mà mình đã không ăn hết, mình sẽ dùng thật nhiều trái cây. Mình muốn tạo nên một chiếc váy thướt tha, chỉ cần thêm vài quả việt quất nữa là xong. Wow, thật lộng lẫy, sẵn sàng lên sàn rồi đó. Thưa cô hiệu trưởng. Ồ, em đã hoàn thành rồi à? Mong là cô thích nó. Chiếc váy nhìn ngon ghê. Cô đồng ý. Cô mặc váy này sẽ rất cháy. Em đang nịnh cô đấy hả? Cả hai chiếc váy đều xuất sắc nên cả hai tháng. Chúc mừng các em. Yeah, đẹp tay nào. Annie, cậu ấy đâu rồi? Cần phải đoán được chứ. Chắc cứ giải thích. Cứ tự nhiên. Đừng nói với cô hiệu trưởng là được. Gì nữa ta? Cô đang tìm gì nhỉ? Ồ, đây rồi nè. Sẵn sàng cho điều diệu kỳ chứ nào. Oh yeah. Ba la. Cô muốn các em tạo cầu vồng. Yes, cầu vồng giúp tâm trạng tốt hơn. Dùng gì đây nhỉ? Để xem trong cặp. Ý hay đấy. Đâu rồi? Giấy vệ sinh á? Kỳ cục quá đấy. Trong này phải có bút hay cái gì chứ? Cậu có bao nhiêu đồ trong đó vậy? Kẹo miễn phí. Của chùa là ngon nhất. Khoan, phấn. Dùng được đấy chứ? Sẽ tuyệt vời lắm cho mà xem. Mình chuẩn bị vẽ cầu vồng đẹp nhất của đất. Đây sẽ là một tuyệt tác. Hoặc là không. Tuyệt của mèo. Để thử lại xem sao. Mình sẽ sử dụng một màu khác. Sao mà khó vậy trời. Ôi, gãy rồi. Cậu vẽ suôn sẻ quá ha. Suôn sẻ mà. Chờ chút. Hay là mình thử dùng bụi phấn. Cách này chắc chắn hiệu quả. Mình sẽ ấn cục phấn xuống tờ giấy. Mình muốn nó vỡ vụn ra như này. Sau đó mình làm tương tự với các màu khác. Mình sẽ làm vụn phấn theo một hàng dọc, giống như cầu vồng tí hon vậy. Bây giờ thì đặt ngón tay lên trên và kéo sang đầu bên kia, tạo thành hình mái vòm. Và vẽ thêm một đám mây ở hai đầu. Mình sẽ cần phấn màu xanh. Mình dùng phấn này để tô màu ở rìa đám mây. Không cần nhiều đâu. Dùng ngón tay làm nhòe ra, tạo hiệu ứng rất đẹp phải không? Xong rồi. Một chiếc cầu vồng dễ thương. Nó phải được treo trong phòng trưng bày. Hả? Cậu có sao không? Tớ không sao. Hết hồn luôn đó. Tớ sẽ dùng những viên kẹo để vẽ tranh. Lẽ ra tớ phải nghĩ ra sớm hơn. Đầu tiên màu xanh. Tớ sẽ đặt nó lên đĩa. Tớ sắp xếp các viên kẹo ở rìa ngoài, đan xen các màu khác nhau nè. Nhìn hấp dẫn ghê. Nhưng không được ăn. Tớ chịu đựng vì nghệ thuật. Thêm một viên nữa. Không đúng như mình tưởng tượng rồi. Mình đã mong đợi thứ gì đó thật ngoạn mục cơ. Hả? Quá hiển nhiên mà. Cầu vồng thì phải có mưa. Tớ sẽ đổ nước vào trong đĩa. Không cần nhiều đâu. Vậy là đủ rồi. Ủa? Cậu đang làm gì vậy? Tớ đang tạo cầu vồng. Wow! Đẹp xỉu luôn đó. Không nói lên lời. Tớ biết, tuyệt vời mà trời. Mời cô đánh giá. Wow, thật không thể tin nổi. Quá trời màu sắc sặc sỡ, vô cùng sáng tạo. Và Annie, em đã làm được gì nào? Wow, rất ấn tượng. Và người chiến thắng là Annie. Khoan đã, Chloe cũng thắng vòng này. Cả hai em đều xứng đáng. Yippee! Làm tốt lắm. À, hàng của mình đến rồi. Hóng cả tuần nay luôn đó. Gì vậy nhỉ? Nót một đống giấy lộn này. Ồ, em xin luôn. Mình thích bóp bong bóng. Đây là dự án tiếp theo. Rất nhiều tiềm năng. Cô muốn các em tạo một cái cây. Cô cứ tin ở em. Chơi xong em sẽ bắt tay vào việc luôn. Đã cái tay quá. Gây nghiện lắm luôn ý. Không dùng được. Pop pop pop. Ui da. Cậu bị làm sao ý?
cậu biết chứ? Cậu thử đi thì biết, tớ bóp cả ngày cũng được. Chờ chút. Cái cây. Mình có một kế hoạch. Vào việc, mình sẽ cần chỉnh sửa tấm xốp hơi này. Đầu tiên, mình cắt nó thành các hình tròn. Sang bước tiếp theo nè, mình sẽ cần sơn màu. Mình sẽ sơn phần trên của hình tròn màu hồng. Rồi chuyển sang màu cam. Mình muốn chia nó thành các phần nhỏ. Phần ở cuối sẽ là màu xanh dương. Đúng ý mình luôn nè. Tiếp theo, mình cẩn thận lật hình tròn lại. Sau đó, nhấn nó lên một tờ giấy. Xử lý tiếp các hình tròn kia. Mỗi phần sẽ là một màu khác nhau, rồi lại úp lên tờ giấy. Đây là hình cuối cùng. Mình sẽ dùng các sắc xanh lá cho hình tròn này. Chúng hòa quyện vào nhau nè. Hình tròn này sẽ ở trên đầu trang giấy. Bây giờ, mình sẽ từ từ bóc miếng xốp hơi lên. Bong bóng tạo nên hoa văn nè. Nhìn đẹp ghê, theo đúng kế hoạch của mình. Giờ chỉ cần thêm vài chi tiết nữa là xong. Mình sẽ dùng sơn màu nâu để vẽ thân cây, rồi vẽ các cành, y như nghệ thuật hiện đại. Vẽ thêm cỏ ở gốc cây. Mình sẽ làm tương tự với những hình tròn kia. Mình sẽ dùng sơn màu trắng để trang trí thân cây. Đó, xong rồi. Nhìn khá lạ, và mình rất ưng. Xin lỗi cậu, tớ chỉ nhỡ tay thôi. Úi da, tại tớ. Ôi trời đất ơi, cậu làm hỏng tranh của tớ rồi. Tớ sẽ thử lau sơn đi. Càng chết ra nhiều hơn. Chẳng ăn thua gì. Ê, có khi vẫn sửa được đấy. Chuẩn. Biết phải làm gì rồi. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ cuốn dây chun xung quanh tam bông. Phải buộc cho thật chặt mới được. Mình sẽ dùng nó để chấm sơn xanh lên giấy. Di chuyển nó trên tờ giấy một cách ngẫu nhiên. Nhìn cũng ra gì phết. Giờ mình sẽ đổi sang màu xanh sáng hơn. Chấm vào các chỗ trống nè. Như vậy, mình đã tạo nhiều lớp sơn đa dạng. Mang đến sự tương màu nâu quen thuộc nè. Mình sẽ tô vài lớp để tạo cảm giác chân thực hơn. Tiếp theo là cành cây. Không cần nhiều quá. Những cành cây như đang ló ra khỏi tán cây. Mình sẽ đưa nét cọ dài để vẽ cỏ. Wow, đẹp hết hồn luôn. Đẹp hơn so với những gì mình tưởng tượng nữa. Đây là tác phẩm tuyệt nhất. Xem đi nè. Có an toàn không? Tớ vẫn giận cậu đấy. Tớ giận cũng đáng sợ lắm. Liệu mà cậu cho tớ thắng đi. Bức tranh rất độc đáo, Chloe. Annie, cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên, xuất sắc. Ai thắng vòng này ạ? Chỉ có thể là Annie. Woo! Oh yeah, oh yeah! Hay lắm, mình phải xin lỗi Annie mới được. Tặng cho cậu nè. Cậu biết tớ thích kẹo mút à? Nhẹ cả người. Xin chào những người bạn sáng tạo. Lại điểm F hả? Thầy đã dạy em thế nào? Làm gì mà tức tối thế hả? Đủ rồi, phải giải quyết chuyện này. Cái gì vậy? Hứ? Kia là ai? Em không biết, nhưng em thích chiếc mũ. Cuối cùng hai người cũng chịu chú ý. Chào mừng đến với thử thách vẽ. Em rất thích vẽ. Thật đáng tiếc là thầy phải đánh trượt em tiếp. Vẽ vời thì dễ ợt. Thế à, thích thì nhích. Đây là mẫu đầu tiên. Pikachu, bắt đầu. Em vẽ được ạ. Chúng ta còn đợi gì nữa? Oh yeah, tranh của mình sẽ rất đẹp. Mình nắm bắt được mọi đặc điểm của Pikachu. Mình rất tài năng. Mờ giữa ban ngày hả? Dù vẽ thế này đúng rồi nhưng xấu mù. Thầy thì biết gì, đeo nơ bướm thế kia giống như... Đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ đặt khuôn tô lên trên bức ảnh của Pikachu. Sau đó sơn đè lên. Không tệ đối với người đeo nơ bướm nhỉ? Rồi chúng ta sẽ biết thôi. Khoan, gì? Dừng lại, đến giờ đánh giá. Chỉ có một người chiến thắng. Người chiến thắng là thầy giáo. Làm tốt lắm. Tôi có thứ này cho hai người nè. Hai người sẽ thích cho mà xem. Đây là gì? Ha, nhìn thầy ngốc ghê. Trò thì có khác gì đâu mà nói. Ờ? Lêu lêu quê chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu thử thách số 2. Sẵn sàng chưa nào? Vậy là không được ăn sáp màu hả thầy? Này, hãy nhìn lên màn hình. Đây là vòng tiếp theo. Thế nghĩa là sao? Chúng tôi phải làm gì? Bò đấy! Hai người cứ ngẩn ngơ như bò đeo nơ. Người đeo kỳ cục. Thầy bắt đầu nghĩ anh ta không phải là họa sĩ. Hãy vẽ cô bò tuyệt đẹp này. Tên cô ấy là Daisy. Ồ, Daisy đáng yêu quá đi. Nào, bắt đầu! Không, tôi phụ trách lớp học này mà. Khoan! Người như bò đeo nơ, giờ mới hiểu. Quanh mình toàn mấy gã đần. Để thầy cho xem thủ thuật này.
thầy vẽ một vài con số, rồi biến chúng thành con bò. Chỉ cần nối chúng lại với nhau thôi, đây sẽ là khuôn mặt. Bắt đầu thành hình rồi đấy. Thầy sẽ vẽ một khuôn mặt cười. Giờ thì vẽ đến thân mình. Và đây sẽ là đỉnh của chiếc đuôi. Rất ấn tượng phải không nào? Giờ thầy sẽ tô màu cho bò, hoàn hảo luôn. Trông giống hệt như Daisy. Để em xem nào. Làm sao mình đánh bại được thầy? Phải nghĩ cách mới được. Ồ, biết rồi nè. Mình có thể dùng cuộn băng dính. Mình sẽ đặt nó lên tờ giấy. Dùng băng dính để vẽ hai hình tròn. Đây sẽ là đầu của cô bò đáng yêu nè. Giờ mình sẽ thêm các chi tiết. Đây là đôi tai. Tiếp theo là đôi mắt. Lạc trong đôi mắt ấy. Tiếp tục nào. Mình sẽ vẽ mũi và miệng cho cô bò. Đây là một cô bò hạnh phúc. Mình có linh cảm tốt về bức tranh. Bức tranh này sẽ thuộc hạng xuất sắc của mình. Đã đến lúc vẽ thân mình. Rất ok là. Và cuối cùng là chiếc đuôi. Giờ thì tô đè lên viền. Mình muốn nó nổi bật. Trông khác bọt hẳn luôn đúng không? Chỉ cần tô theo cách đường có sẵn. Mình muốn vẽ một cô bò nhiều màu sắc nhất quả đất. Mong là Daisy sẽ xinh đẹp. Khắc họa nét tính cách vui tươi nè. Hết giờ rồi. Hãy giơ tranh lên. Mong là anh thích nó. Đúng là một con bò rồi. Vẽ được đúng chủ đề là tốt. Wow, Alex rất độc đáo. Quyết định này thật khó khăn. Chờ tôi một chút. Này, đừng đi thế chứ. Cô phải giúp tôi. Cô thích bức tranh nào Daisy? Hiểu rồi, thật á? Thú vị nhỉ. Tôi thích cách nghĩ của cô. Cả hai đều thắng. Wow, công bằng đấy. Cứu tôi. Chủ đề gì đấy ta? Nghĩ xem nào. Wow, có cảm hứng rồi này. Có chủ đề vẽ rồi. Và chắc hai người sẽ thích lắm. Gì, nói đi ạ. Đừng để chúng tôi hồi hộp. Đó là một cuộc bông nhỏ dễ thương. Một chú mèo. Ồ, gương mặt đáng yêu chứ kìa. Vòng này có vẻ khó nhai. Chà, bắt tay vào việc đi. Tính giờ rồi. Ok, bắt đầu. Khoan, chữ này ở đâu ra? Thầy có nhìn thấy không? Gợi ý đấy. Ủa, cái gì đây? Tiền này, dù to rồi. Hôm nay mình nghen ghê. Chả công bằng gì cả. Mình chỉ có một chữ ngớ ngẩn. Này, thầy không quyết định được. Money, money, money. Chà, phàn nàn chả để làm gì. Có gì thì dùng nấy thôi vậy. Mình biết cách biến nó thành thứ gì đó đặc biệt. Những chữ cái này sẽ là nền tảng cho bức tranh. Mình phải suy nghĩ sáng tạo. Chiếc đuôi cũng quan trọng nha. Vẽ vằn cho nó nè. Mình muốn vẽ thật đẹp. Trông nó cũng giống con hổ phết nhỏ. Tập trung Alex, chỉ còn vài vằn nữa thôi. Vậy là xong. Wow, trông còn đẹp hơn so với mình tưởng tượng. Sao thằng nhỏ vẽ được? Ê, họa sĩ ơi. Ê, đang lên nè. Hả? Thầy đang gọi tôi à? Họa sĩ giúp tôi với. Nháy mắt. Chừng này đã đủ chưa? Anh đồng ý chứ? Cho tôi 5 phút nhé. Không ngăn thì tôi khó chịu lắm. Ồ, tôi hiểu rồi. Anh muốn nhận tiền chắc hả? Anh biết cách thương lượng đấy. Thầy vẫn không chịu bỏ cuộc hả? Vậy là thầy muốn thuê tôi đúng không? Vào việc luôn. Chắc chắn thầy sẽ không thất vọng đâu. Tránh ra coi. Thầy trả tôi 500 nhỉ. Tôi sẽ viết ra. Của thầy đó. Cái gì cơ? Thầy đâu có nói là tôi phải vẽ đâu. Tôi cực kỳ thất vọng với thái độ của anh. Bây giờ mình phải làm gì đây? Bởi vậy mình không thích họa sĩ. Rất là khôn lỏi. Khoan, biết rồi nè. Rất đơn giản luôn. Mình có thể biến nó thành mèo. Chờ biết tay. Mình chính là họa sĩ thực thụ. Bức tranh sẽ rất đẹp. Tranh của mình phải được treo ở phòng trưng bày. Trông vẫn hơi trơn. Mình sẽ tô màu cho nó. Đây là màu hoàn hảo nè. Ai mà nghĩ mình sẽ bắt đầu từ một chữ số. Mình cũng phải tự ngả mũ. Giờ thì đến chiếc đuôi. Rồi đến các bàn chân. Tô bụng màu xám nè. Và vằn màu đỏ tươi nổi bật. Tô cẩn thận để không trơm ra. Hoàn thành rồi. Hết giờ rồi. Dừng lại. Mèo của hai người đâu? Hãy xem đây. Trời, hai người đều khiến tôi ngạc nhiên. Cả hai đều đẹp. Alex đã chọn cách tiếp cận đơn sắc. Còn thầy giáo thì... Wow, làm tốt lắm. Không quyết định được ai thắng vòng này. Thôi nào, cho em thắng đi. Nói nhăng nói cuội, phải là thầy chứ. Và người chiến thắng là người mẫu. Hả? Thôi nào, dễ thương quá mà. Vâng, thầy nào cũng phải. Đăng nê nê, xinh lắm phải không nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ha,
Nhìn mái tóc kìa, đúng là nực cười. Hai người chưa hiểu gì ha? Hiểu gì cơ? Ta-da! Vẫn là tôi, họa sĩ đây, nãy giờ đấy. À, đúng là bậc thầy cải trang. Và đó chính là thử thách tiếp theo của hai người. Hãy cho tôi xem một diện mạo mới. Hả? Chưa hiểu gì cả. Em và thầy cần thêm thông tin đây ạ. Hãy tạo mái tóc suôn mượt cho tranh của hai bạn. Không đẹp, không được về. Bắt đầu vẽ đi. Tạm biệt. Đừng lo, thầy biết rồi. Thầy tự tin thế nhỉ? Mình chẳng biết phải làm gì. Chà, vẽ thì vẽ. Mình nghĩ gì cơ chứ? Nhìn như dở hơi. Hay là vẽ tóc ở dưới này? Trông còn nực cười hơn. Chẳng ích gì. Này, cấm nhìn bài. Em chỉ tham khảo thôi mà. Tóc giả, đúng rồi. Đây đúng là thứ mà mình đang tìm. Ha ha, mình có thể vẽ xung quanh nó. Hả? Cứ tưởng là sẽ dễ. Chẳng ăn thua gì cả. Mình vẽ khéo ghê. Đừng nhìn thấy kiểu đáng thương ấy chứ. Sao hả? Thì giúp em với đi mà. Nhưng thầy muốn thắng cuộc. Rồi, để thầy nghiên cứu xem. Trước tiên, em cần vẽ một đường ở ngay giữa, rồi vòng sang hai bên. Chỉ cần vẽ hình vòm, rồi vẽ các đường lượn sóng. Đây sẽ là bím tóc. Tiếp theo, thầy sẽ đổ bóng. Điều này tạo nên độ sâu. Em chỉ cần vẽ dọc theo rìa thôi. Thế này nè. Lặp lại động tác ở bên kia và em sẽ có mái tóc tết hai bên tuyệt đẹp. Dừng lại, hết thời gian. Xong rồi, anh hùng của em. Ồ, hết giờ. Anh sẽ thích đấy. Phải rất độc đáo. Nhưng không có yếu tố wow. Đến lượt em. Xì, em cảm ơn thầy. Wow, Alex thắng vòng này. Em đích thực là họa sĩ. Wow, thật luôn ạ. Cho em thắng vòng này đấy. Wow, hôm nay là ngày tuyệt nhất đời em. Thằng bé ngoan thật đấy. À, không, không muốn thức dậy đâu. Yay, mình rất thích thức dậy vào buổi sáng. Cảm giác thật tuyệt. Ôi, bữa sáng ở trên giường, không khách sáo nha. Ugh, kinh, lẽ ra mình không nên uống cốc đó. Để xem, áo nào có ít lỗ hơn. Phải mang đủ mọi thứ mà mình cần lấy được. Ví dụ như tiền, chỗ này chắc là đủ để mình tiêu trong một ngày. 400, 1, 2, 3, 4, 5. Lẽ ra tối qua mình phải học nhiều hơn. Cái quái, không thể tin được cậu đâm sầm vào tớ. Hình như có người nhắn tin cho mình. Mà chờ một chút. Bữa tiệc, trời đất ơi, quên bén đi mất, không nhớ gì. Yes, hào hức lắm luôn. Ôi, chán, mặc thế này thì sao đi tiệc được. Không sao cả, mình có thể mặc chiếc áo len này. Không, cũng chả hợp để đi dự tiệc. Chán, còn bộ nào không nhỉ? Chà, kiểm tra tủ quần áo xem sao. Nếu có đồ gì đẹp để mặc thì chỉ có ở trong này thôi. Chuẩn, chiếc áo này quá là dễ thương. Hả? Gì vậy trời? Hình như nó mắc vào gì đó. Eo ơi, bướm đêm. Cho ai cho nó giữ áo của mình. Hư quá. Ta đã bảo thả ra cơ mà. Không cho mày đâu. Mày còn không mặc được mà. Mày là bướm đêm. Không thể tin là mình thua một con côn trùng. Này, đừng có hỏng nghĩ đến chuyện đó. Nghe thấy không? Đừng có cắn áo của tao. Không. Dừng lại. Mình phải làm gì đó thôi. Chính xác, đúng rồi. Ha, nhắm hoàn hảo. Ôi không, hình như mình làm cho nó tức giận hơn. Mau tránh xa tao ra. Mày nhiều bụi lắm. Trời đất ơi, mình phải nghĩ ra cách. Chẳng nghĩ ra cái gì cả. Mình cứ chạy vòng vòng từ nãy tới giờ. Khoan, dừng lại. Hay là mày còn muốn ăn chiếc áo len thơm ngon này không? Không à. Chán, kế hoạch đánh lạc hướng đã thất bại. Hả? Ôi tạ ơn trời, nó không đuổi theo mình nữa. Nhưng mà vẫn giữ áo len của mình. Và nó chiếm cả tủ quần áo luôn. Hả? Gì đây? Này, mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra một ý tưởng cực hay. Chuẩn, mình chỉ cần tờ giấy này và một cây kéo. Chuyện quay lại rồi. Ok, bắt tay vào việc nào. Bữa tiệc này sẽ không chờ đợi mình. Đầu tiên mình sẽ cắt một đường ở ngay đây. Thẳng tắp luôn. Mình muốn lộng lẫy chứ không kỳ quặc. Cắt thêm vài đường nữa, vậy là xong rồi. Tạm biệt cây kéo. Giờ mình cần sắp xếp các mảnh giấy theo thứ tự. Phải gấp một vài đường nữa nè. Gấp giấy thật thư giãn. Ok, hoàn thành rồi đó. Mặc thử thế nào. Yes,
váy xinh y như mình đã tưởng tượng trước đó. Ai cần chiếc áo len bị bướm đêm cắn khi mình có váy cực xinh chứ? Bye! Phải, tớ biết, tớ có váy VIP mà. Nhưng thực sự là tớ không có gì để mặc. Nghiêm túc đấy, cuộc sống của mình quá khó khăn. Thế mà chẳng ai hiểu. Chà, để xem mình có gì ở bên đây. Cái màu gì thế này? Ô liu, eo ơi không. Màu bạc, tuần trước mặc rồi. Kinh. Chính xác là không có gì mình có thể mặc. Ngày hôm nay thật là khủng khiếp. Mình còn chẳng có phụ kiện nào cơ. Lại còn giày nữa. Xấu ơi là xấu. Không. Có cách nào không nhỉ? Đúng rồi, mình đã có ý tưởng. Ồ, ai gọi mình vậy ta? Alo. Paris, mau giúp em với. Em chẳng có cái gì để mặc luôn ý. Kiểu gì chị cũng phải đến giúp em. Em tuyệt vọng rồi. Ừ, chị sẽ giúp. Tạ ơn trời. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Chỉ là Paris. Cuối cùng chị cũng đã đến được đây. Chà, vậy ta vào việc luôn nhé. Em đã lãng phí nhiều thời gian rồi. Em cần trang phục thiết kế riêng cho bữa tiệc ngay bây giờ. Chị có thể đo nhanh hơn được không? Được chứ, tính chị cẩn thận đấy mà. Đo cho chuẩn đã. May đo thiết kế riêng quan trọng là phải vừa vặn với cơ thể. Đó, xong rồi. Đợi chị một chút. Tốt nhất là đừng có lâu quá. Ôi trời ơi, đẹp dã man. Cứ như vài cưới ấy. Đây là xu hướng em đang muốn thực hiện. Trả công nè. Cuối cùng cũng đến được bữa tiệc. Sao chưa có ai chú ý đến mình vậy ta? Ôi trời, cậu ấy mặc gì kìa? Cái túi à? Cậu ta nghĩ mình là ai? Dám lấn sân mình. Mau tránh ra đi, chúng tớ muốn xem váy. Tớ đã tự làm đấy. Mình phát minh ra mìm hay dã man. Nhưng muốn uống gì đó giải khát đã. Hả? Không đời nào, có nắp chai nhựa nè. Hôm nay may mắn quá đi mất. Vẫn còn ngửi thấy mùi nước ngọt. Mình sẽ thêm nó vào bộ siêu tập nắp chai nước ngọt. Trời đất ơi, anh ấy đến. Wow. Nhìn mái tóc kìa. Và đường hàm, áo khoác nữa. Anh ấy đang đi về phía này. Và mình sẽ có thể ngửi anh ấy. Ủa gì vậy? Thế là sao? Anh ấy đang nói chuyện với con nhỏ á? Cái gì vậy trời? Sao có thể như vậy cơ chứ? Này, nhìn em nè. Em đang đứng ở ngay bên này. Xin chào, ai đã chú ý đến tôi đi. Sao họ có thể lờ mình đi như không thấy? Ghen quá đi mất, không công bằng. Có một thứ luôn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Tiền tươi thức thật. Em chỉ đang quài cho đỡ nóng thôi. Đùa tôi hay gì? Anh ấy nhìn rồi lại quay đi ngay. À phải, bộ sưu tập của em mới thêm cái nắp này nè. Wow, đúng là có mùi nước ngon nhỉ. Vậy ra anh thích đồ có mùi thơm. Chà, game này thì chị không ngán đâu. Chỉ cần xịt nước hoa yêu thích trị giá 1.000 đô này mà thôi. Ok là, thế là đủ rồi. Bước đi nào. Eo ơi, anh ngửi thấy không? Ừ, mùi này khó ngửi quá. Khó ngửi á? Nhưng mà được đắt tiền đấy. Sao không có cách nào có tác dụng? Cậu ta có gì mà mình không có? Cậu ta có ba lô vẫn chưa đóng khóa kìa. Thính mình ngọt lắm phải không? Vậy thì mình sẽ cho. Đây là ý tưởng hay nhất của mình. Cha cậu ta biết tay. Đổ vào nè, hết rồi. Giờ thì đợi. Này, ôi không. Hình như có nước gì ra từ cặp của em. Em có thứ gì có thể chảy ra như thế kia không? Không, em có mang nước hay cái gì đâu. Hả? Ồ, cứ kệ tớ. Tớ chỉ đang nghĩ đến mim thôi. Thật sao? Vì nhìn em anh thấy khả nghi lắm. Em chắc chắn đã làm gì đó phải không? Thừa nhận đi. Em đổ nước ngọt vào cặp của cậu ấy. Này, đừng đi. Ít nhất là đừng đi nếu thiếu em. Không công bằng. Sao không có ai thích mình? Thì tớ thích cậu. Ồ, vậy cũng được. Tớ chẳng có gì để mất.
Cậu có thần luôn à? Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra. Mình đã học bài rồi nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Bài này dễ ở đấy mà. Mình thích kiểu phương trình này. Và giờ chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm. Chắc chắn mình sẽ được điểm A. Cái quái gì? Sao cậu ấy làm bài nhanh như gió vậy chứ? Hay là nhờ cậu ấy? Này, cậu ơi! Tên cậu ấy là gì ta? Stacy! Stacy ơi! Gì? Làm ơn giúp tớ bài này. Tớ chẳng hiểu gì cả. Đi mà. Không. Hả? Không? Cậu đang đùa tớ à? Làm gì mà kỳ bo như thế chứ? Nhưng mình đã nghĩ ra một ý tưởng khác rồi. Đã đến lúc rút tiền ra. Mình có thể trả tiền cho cậu ấy. Lần này chắc đủ rồi. Stacy, tiền nè. Tớ biết cậu thích tiền mà. Rồi, nếu một tờ không được thì một sớp nhé. Cả một sớp tiền luôn đấy. Nếu cậu nhắc bay tớ. Hả? Cả một sớp. Trời đất ơi, quá trời tiền luôn kìa. Cả đống tiền luôn. Mình có thể dùng tiền này mua nhiều thứ mình thích. Alo, tớ giàu rồi. Không biết cậu có nghe chưa. Mình có thể trở thành người ném tiền qua cửa sổ. Em gửi thầy ạ. Ngân đó đủ để mua điểm A rồi phải không ạ? Không đời nào. Mình không muốn trở thành kiểu người ấy. Tớ không cần tiền của cậu Mickey. Nhiều tiền để mà làm gì nếu mình không thể qua môn. Mà chờ một chút. Cậu ấy xem phao kìa. Cậu ấy có giấy phao. Mình cũng phải nghĩ cách làm bài thôi. Túi đâu rồi? Được rồi, tiền không mua được cậu. Vậy thì thỏi vàng này cũng không ăn thua. Sao mình mang một đống điện thoại đến trường làm gì? Trời ạ, chắc chắn nó ở trong này mà. Yes, đây rồi nè. Rõ ràng mình đã cho bộ VR vào. Đeo tai nghe vào nè. Mong là cách này hiệu quả. Trời đất ơi, y như thật. Nhưng không, thầy giáo vẫn đang ngồi ở bàn. Nhưng qua VR, mình đã thấy đáp án cho bài kiểm tra này. Đã đến lúc đạt điểm A cộng cho bài toán. Cái quái gì? Cậu ấy lấy cái đó ở đâu ra? Và cậu ấy làm gì kia? Cậu ấy không biết đang trong giờ kiểm tra hay sao? Có phải cậu ấy đang làm bài trong VR không? Như thế thì có gì tốt hơn so với làm bài ngoài đời thực? Khoan, cậu ấy đang viết câu trả lời thật kìa. Chà, cậu ấy đang không nhìn nên mình cứ tự nhiên thôi. Không, Stacy, dừng lại ngay. Chào mừng các bạn đến với kênh của tớ. Bạn có khó chịu khi điện thoại sắp hết pin mà không có chỗ sạc? Tất cả những gì bạn cần là hai quả chuối. Hãy đặt chuối lên bàn như thế này. Ồ, suýt thì quên mất, cần thêm một thứ nữa. Một ít tiền, chính xác hơn là một đồng xu. Hãy cắm đồng xu vào một quả chuối thế này nè. Sau đó ấn nó vào quả chuối thứ hai. Tiếp theo, hãy lấy bộ sạc và cắm vào quả chuối. Vậy là ok rồi, chỉ cần cắm vào điện thoại, chờ cho điện thoại sạc đầy pin. Mọi người ơi xem nè, cách này thực sự hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hiểu rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình. Hãy nhìn những chiếc cúp vàng pow, pow, pow. Và hãy chào đón chủ nhân của những chiếc cúp này, vận động viên được mọi người yêu mến, Sunny. Ui, cảnh quay này chắc sẽ ngầu dữ lắm. Chào. Rất vui có sự tham gia của bạn. Hãy bắt đầu với hành trình trở thành anh hùng bóng rổ. Chà, tôi không dám nhận mình là anh hùng. Siêu sao thì đúng hơn, phải không? Ôi, tôi nhầm ạ, xin mời tiếp tục. Niềm đam mê bắt đầu khi tôi còn nhỏ. Nếu muốn chơi chuyên nghiệp, tôi phải tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Ước gì có vành bóng rổ. Không có gì dùng tạm thùng rác đi vậy. Ồ, gần tới. Cứ tưởng quả bóng đã trúng vào trong rồi. Hay là thử chế hộp pizza này nhỉ? Ok, thử ngay thôi. Cuối cùng thì mình cũng có vành bóng rổ. Trước tiên mình cần mở chiếc hộp ra. Sau đó mình vẽ một hình tròn lớn hơn quả bóng một chút. Rồi kẻ vạch chia nhỏ hình tròn. Sau đó cắt cắt vạch. Nhưng mình sẽ không cắt rời hẳn ra. Ok, để thử xem nào. Chỗ này có vẻ hợp lý. Mình sẽ gắn lưng hộp vào tường. Giờ mình nhấn hình tròn xuống một chút. Và đó là Sunny từ sân nhà. Và cô ấy ném. Úp rổ nào. Thật ấn tượng phải không? Boom.
không ai đọ nổi chị đâu. Cứ tưởng là vào rồi. Không có ai ở đây. Cứ cho là đã chui lỗ. Và phần còn lại như người ta nói là lịch sử. Ồ, đừng khóc. Đó là câu chuyện có thật của chiếu dưới. Lau nước mắt đi nè. Khăn giấy đây. Tôi thích kết thúc có hậu lắm. Mà nhắc đến hộp pizza, bạn có mang theo bên mình không vậy? Tại sao? Tất nhiên Ashley, ở đây này. Chính là chiếc hộp năm ấy. Đây là cách tôi trở thành quán quân. Wow, thật tuyệt vời. Tôi thử nhé. Ném thật hay vào nhé. Ném này. Cô chơi giỏi ghê. Thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn đã tham gia cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Bye. Nhìn mà thấy choáng ngợp. Oh yeah, lăng nào. Dài quá đi mất. Quả cầu bay lên. Wow, hay quá vậy. Ước gì mình cũng có đồ chơi xịn như thế. Hay mình thử xin chơi cùng với Sunny. Từ từ thôi đã. Wow, u là trời. Như Thôi Miên ấy. Hỏi thôi mất gì đâu. Này, nhưng mà không được. Chưa nghe. Cái gì vậy? Không thích chút nào. Cậu muốn gì hả? Wow, đừng có mà manh động. Say một ly đi một dặm đây nhé. Kệ mút à, tớ tưởng không có gì. Tớ đùa một xíu thôi. Này Sunny, tớ chơi với cái lò xo được không? Cái này á? Đợi tớ một chút nhé. Cậu sẵn sàng chưa? Hả? Không. Ồ, có cần phải làm vậy không? Nhưng không sao, mình chịu được mà. Của tớ hết. Lò xo đỉnh của Chop. Lúc nào cậu ấy cũng có đồ đẹp. Chờ chút, mình có một ý tưởng. Mình sẽ sắp xếp giấy nhớ dán trên bàn. Lấy cả tờ của Sunny. Rồi dán thành nhiều lớp. Đan xen các màu nè. Mình sẽ dán chạy các tờ một chút như thế này. Chồng hết tờ này đến tờ kia. Cứ tiếp tục dán đến khi hết thì thôi. Vậy là có giấy nhớ hình xoắn ốc. Với những tờ cuối cùng mình sẽ dán thẳng lên nhau. Thế này nè. Đây là tờ cuối cùng. Và khi mình kéo ra thì được như này. Rất hay phải không? Cần gì nữa? Nó còn có thể trèo xuống kệ nữa đó. Wow, ai cần lò xo đắt tiền chứ? Xem cả ngày không biết chán. Sặc sỡ đầy sắc màu. Và tớ tự tay làm. Wow, xịn sò hết nấc. Ê Sunny, nhìn đây nè. Sang rồi tớ kiểu, sao cũng được. Lily, nhìn kìa. Wow. Yeah, mọi người hay thế lắm. Cậu mua ở đâu vậy Ashley? Nhưng cậu tự làm luôn á? Cậu làm cho tớ được không? Lúc nào mình cũng hợp mũ sinh nhật. Mọi thứ xong xuôi cả rồi nè. Mình có bánh và trà. Khách đến rồi kìa. Chúc mừng sinh nhật. Ồ, không cần đâu mà. Chiếc bánh nhìn hấp dẫn quá. Đợi tớ một xíu. Ăn bánh không thể thiếu trà được. Tớ lấy ấm đun nước đã. Sunny, chỉ còn mỗi một túi trà. Mỗi thế, hết rồi. Ok, cậu lấy đi. Không, cậu là khách mà, cậu lấy đi. Không, của cậu đấy. Đi mà. Tớ ổn. Cầm đi. Đi mà, tớ không muốn. Không phải khách sáo. Cầm túi trà đi. Thôi, tớ nghĩ ra cách rồi. Ai, cậu đang nói chuyện với ai? Xem đây. Đầu tiên tớ sẽ tháo sợi dây ở túi trà ra. Sau đó tớ sẽ mở nó ra. Bây giờ tớ cần một cây kéo. Tiếp theo tớ sẽ cẩn thận cắt túi trà làm đôi. Phải cắt thật chính xác vào. Như vậy ta sẽ có hai túi trà. Muốn xem trò ảo thuật không? Ta-da! Wow, cậu siêu quá. Để tớ lấy nước sôi nhé. Tớ thèm một hớp trà nóng. Sau đó mình ăn bánh nhé. Tất nhiên. Đã quá đi thôi. Cảm ơn bồ. Xong rồi Justin khiêu vũ với Mona. Gabby nhìn thấy họ. Làm gì cơ? Gabby giận tím người. Mời dừng bữa. Chúc quý khách ngon miệng. Tớ đói cồn cào. Món này nhìn hấp dẫn quá. Ngũ cốc là món tủ của tớ.
Hả? Đâu mất rồi? Để múc lại xem sao. Có chuyện gì vậy trời? Sao ồn ào thế? Hình như cái thìa hỏng mất rồi. Có gì đó sai sai. Cô đang đùa tớ à? Bồi bạn ơi, bạn qua đây đi. Có chuyện gì ạ? À? Bạn nhìn xem, không chấp nhận được. Ôi, quý cô đừng lo lắng, tôi sẽ sửa ngay ạ. À. Tôi chỉ cần đập vài cái là ổn. Tin nổi không cơ chứ? Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây. Gần được rồi, việc này khó hơn mình tưởng. Hả? Mình đang xem cái gì đây? Tuy không hoàn hảo nhưng dùng được rồi ạ. Mong là thế. Mong được rồi nè. Có gì khó khăn đâu chứ. Lần sau để ý nhé. Xoay cái thìa lại là được mà. Giống như một người bình thường ấy. Đấy, cực kỳ dễ dàng. Cậu nhận ra mà đúng không? Xoay chiếc thìa. Ok, để tớ thử xem sao. Khoan, sao lại thế này? Nó lại bị hỏng rồi. Thật ngoài sức tưởng tượng. Chuyện này làm tớ thấy đau đầu rồi đó nha. Xoay cái thìa. Gì chứ? Làm sao mà được chứ? Ôi chà, một ngày mới lại chăm chỉ làm việc. Chờ đã. Mấy cái thìa kia bị hỏng hết rồi. Chắc là bị lỗi cả lô. Không để yên được. Mình cần sửa ngay. Không hiểu sao thấy thư giãn ghê. Và mình được trả tiền cho việc này. Đỉnh thật. Chúng ta sẽ làm bùng nổ TikTok. Có vẻ chúng ta gặp rắc rối rồi. Các con mất kiểm soát rồi. Nhìn các con kìa, toàn làm những thứ vớ vẩn. Em biết sao không? Chị nghĩ bố mẹ cần mở mang tầm mắt đấy. Cười lên nào, đến lúc chơi TikTok rồi. Ôi trời ơi, bố mẹ đi đâu rồi? Chắc là không sao. Wow, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chúng ta đến được đây? Cái gì vậy? Nó ghi bắt đầu. Chắc là chúng ta cũng nên nhấn nó để xem chuyện gì xảy ra. Woo, TikTok, xem chúng ta làm gì kìa. Trông vậy mà khó phết. Em hết hơi luôn rồi. Wow, chúng ta phải bắt đầu tập thể dục thôi. Trong khi chờ đợi, uống nước nhá. Thức uống này sẽ giúp chúng ta giải nhiệt. Chắc chắn rồi. Xem bọt khí thích chưa kìa. Nhiều ga quá. Cạn ly nào. Này, chờ đã. Em đã làm gì vậy? Em chỉ xem TikTok thôi. Nhìn cái này nè. Thấy không, cô ấy áp dụng mẹo hay thủ thuật gì đó với nước ngọt. Không biết tiếp theo sẽ ra sao nhở. Đợi đã, đó là kẹo bông gòn á. Cô ấy bỏ nó vào đồ uống luôn. Nó đổi màu kìa. Và giờ cô ấy bỏ thêm màu vàng nữa. Em thắc mắc không biết chúng ta có làm được không nhỉ. Đồng ý. Nhìn em, có gì ở đây này. Chà chà, này nhìn này. Đám mây tưởng tượng của em là kẹo bông gòn đấy. Sao cơ, giờ chúng ta cũng làm được TikTok rồi. Đúng vậy, chúng ta có ly nước và nước ngọt. Đổ đầy vào. Và đến bước tiếp theo. Em sẵn sàng chưa? Vào ly nước ngọt đi, kẹo bông gòn. Hay quá, nó tan luôn kìa. Sẵn sàng cho nhiều kẹo hơn chưa nào. Tiếp tục thêm vào nhá. Em thích cách nó tan ra như không vậy. Trông ảo diệu hết sức. Nó làm anh có cảm giác như đang bảo chế thuốc vậy. Này, để em thêm màu này vào. Hay đấy, anh cũng thêm nữa. Được rồi, nhìn đẹp nhở. Anh có ống hút rồi, em có chưa? Uống thử xem nào. Wow, rất ngon luôn. Wow, em xem cái này này. Hay đấy. Nhưng em đang đọc sách cơ. Wow, cái này thì sao? Nhìn này, đừng làm phiền em nói là đang đọc mà. Trời ơi. Cô ấy làm gì với kẹo dẻo con gấu vậy? Cô ấy nấu chảy kẹo. Và giờ cô ấy có quả dâu tây. Không đời nào, cô ấy nhúng dâu tây vào kẹo đã nấu chảy. Tuyệt quá. Nó cho mình một ý tưởng rất hay. Mình có một lọ đầy kẹo dẻo con gấu. Mình cá là mình cũng làm được. Vào đây đi kẹo dẻo. Giờ bỏ vào lò vi sóng thôi. Và chờ cho đến khi nó tan ra. Tuyệt, xong rồi. Mình đang rất nôn nóng muốn thử. Được rồi, tiếp theo mình cần ít dâu tây và các loại trái cây khác nữa. Ups, không được quên que cắm nhở. Cái này rất quan trọng. Dâu tây đã cắm vào que. Đến lúc thử rồi.
Nhìn nó chìm vào kẹo dẻo nấu chảy kìa. Phải xoay để đảm bảo rằng nó được phủ đều kẹo. Mình cá là mình có thể làm ngon hơn nữa với ít sprinkles. Sprinkles luôn làm mọi thứ ngon hơn. Mình sẽ xoay dâu tây dính kẹo để đảm bảo nó được phủ đều. Ôi trời ơi, nhìn cô ấy kìa. Cô ấy ngủ mất rồi. Để mình làm thêm một ít nữa. Giờ là đến các loại trái cây khác. Xoay 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 trong kẹo. Kẹo đã dính vào các lỗ trên quả mâm xôi. Giờ nó trông thật sáng bóng. Và dĩ nhiên là cả sprinkles nữa. Những trái tim nhỏ này dễ thương ghê. Xong xuôi, một đĩa đầy. Được rồi, đã đến lúc đánh thức cô ấy bằng tiếng vỗ tay. Mình nói, tiếng vỗ tay. Hả, đèn bị sao vậy? Ồ, đẹp quá. Ta-da, anh đã làm cho em một món thật lãng mạn. Chọn một que và ăn đi nào. Tuyệt quá. Đây, để em đút cho anh. Ngon quá. Một miếng cho em này. Oh wow, món này ngon tuyệt cú mèo. Và còn lãng mạn nữa. Em ơi, có sao không? Không, em không sao ạ. Tốt rồi, ăn thêm không? Không ạ, được rồi. Chỉ là bào vỏ dưa chuột thôi. Ôi chúa ơi, chồng cô ấy thật xinh đẹp khi nấu ăn. Chắc là lâu lắm đây, làm nhanh hơn mới được. Dễ thương quá, một nàng công chúa yêu kiều. Cô ấy đã cho mình cảm hứng vẽ tranh. Được rồi, mình phải lấy tỷ lệ. Anh đang làm gì đấy? Anh vẽ em á? Đây, em tạo dáng với quả dưa chuột. Tóc em ổn không? Anh đang vẽ góc nghiêng thần thánh của em đấy chứ. Còn dáng này thì sao? Đợi chút đã. Ôi không, đầu bút chì bị gãy rồi. Ôi trời, bút chì của anh. Sao mà hoàn thành bức vẽ được đây? Đợi chút, để em xem điện thoại. Chắc là sẽ phải có giải pháp chứ. Xem nào, có cái này này. Họ có bút chì và dụng cụ bào rau củ. Nhìn kìa, họ dùng để gọt bút chì luôn cơ đấy. Wow, hiệu quả lắm, tuyệt thật. Đến đây, đồ bào rau củ, giúp ta gọt bút chì khẩn trương nào. Giống như video, phải gọt bút chì hướng lên trên. Phải xoay bút chì để gọt cho đều vào. Được rồi này, trả lại em đồ bào rau củ này. Một chút nữa sẽ xong bức chân dung thôi. Xong rồi, em sẵn sàng để xem chưa? Ta-da! Đợi đã, dưa chuột sao? Nãy giờ anh vẽ cái này à? Đúng là đáng thất vọng mà. Anh không biết, anh nghĩ cũng khá giống nhau. Mình sẽ xịt nước cho bông hồng này, dù nó trông hơi chán. Chào em yêu, anh mua hoa tươi cho em này. Ôi chú ơi, thật là một bất ngờ thú vị. Đẹp quá, mùi cũng thơm nữa. Đây, cầm điện thoại và chụp hình cho em đi. Được rồi, sẵn sàng chưa? Cười nào. Đây, chụp cho em kiểu này. Cảm ơn, chắc sẽ đẹp lắm đấy. Giờ em sẽ cắm hoa vào bình nhá. Đưa điện thoại cho em lại nào. Điện thoại của em. Ôi không. Không, em nghe có tiếng nứt. Điện thoại yêu quý ơi, phải làm sao đây? Yeah, tiếc quá. Chắc em không nên xem đâu. Ôi trời ơi, tệ hơn em nghĩ nhiều. Chà, chúng ta có thể sửa nó bằng băng keo. Anh đùa em đấy à? Chà, hay là dùng búa? Được rồi, em đúng. Ngốc quá. Anh sẽ dùng điện thoại của anh. Được rồi, xem cái này để tìm giải pháp nhé. Chờ đã, là kem đánh răng sao? Không thể tin nổi là họ xịt kem đánh răng lên khắp màn hình. Và họ lau nó đi. Sao họ lại làm vậy nhở? Được rồi, ít nhất là họ đã lau sạch. Chờ đã, sao cơ? Mấy vết nứt trên màn hình hoàn toàn biến mất. Chúng ta sẽ cùng thử với chiếc điện thoại vỡ nát này. Mình có một tuýp kem đánh răng và đã sẵn sàng bắt đầu. Giống như trong video, mình sẽ xịt lên khắp màn hình. Chà, như này là đủ rồi. Và mình sẽ dùng khăn để lau sạch. Nó chỉ làm bẩn điện thoại thôi. Anh không nghĩ là nó sẽ hiệu quả đâu.
Đúng là phí thời gian, điện thoại tội nghiệp của em. Chán thật. Ờ, mà đợi đã. Em yêu, mỗi em dính cái gì đấy? Ở đây này. Ôi anh lúc nào cũng giúp tâm trạng của em tốt hơn. Không thể tin được mình bị điểm F. Phải giấu mẹ mới được. Nhưng mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ đưa máy là tóc qua giấy và điểm F sẽ biến mất giống như phép màu. Mẹ xuống kìa. Phải nhanh tay mới được. Mình xứng đáng được điểm A cộng. Con đang làm gì ở dưới đó vậy? Gina, con về nhà rồi à? Con chào mẹ, kết quả bài kiểm tra đây ạ. Mà chờ một chút, để mẹ xem nào. Ôi không, mọi chuyện sắp chấm dứt. Mẹ rất tự hào với con gái. Hiển nhiên con thừa hưởng trí não từ mẹ. Đúng thế ạ, và sự lén lút là từ bố. Phew, đến nay rồi, cứ tưởng mình sẽ bị muộn giờ. Ok. Vở của mình đâu rồi? Ước gì mình có thể chuyển bàn. À, đây rồi nè. Gì đấy? Không, bút chì bị trượt. Tuyệt, và giờ mình không thể dùng tẩy nữa. Cậu mới đến à? Cậu có cục tẩy nào không? Có, đợi tớ một xíu nhé. Chắc chắn tớ có một cục trong này. Ở đâu ta? À, quá trời rác luôn kìa. Chưa gì mình đã thấy hối hận. Chờ đã, rõ ràng ở đây mà. Xin lỗi, tớ không tìm thấy. Không sao. Khoan, gì kia? Cậu đang nói về cái gì cơ? À, ra là ở đó. Cảm ơn, kỳ cục quá. Lẽ ra mình phải dọn ba lô. Thôi, tớ không thể chịu nổi nữa. Tớ có thể giúp được cậu, tớ biết một cách. Tớ sẽ lấy một tờ bìa cứng và gấp làm ba. Gấp một mặt vào nè. Bôi hồ dán dọc theo rìa, rồi nhấn mặt bên kia vào nữa. Miết chặt để nó không bung ra. Tớ sẽ bôi chút hồ dán lên trên. Giờ thì gấp lại làm đôi, giống như một phong thư vậy. Để tạm cái này sang một bên, tớ sẽ làm thêm nhiều bìa cứng với các màu khác nhau, giống như cầu vòng vậy. Tớ sẽ quấn một miếng xốp xung quanh và rồi thêm hai miếng khóa dán. Tiếp theo tớ dùng giấy xốp làm mặt unicorn, giống như một chiếc ví và rất đáng yêu. Cầm đi nè, tặng cho cậu đấy. Wow, cậu tự làm á? Đẹp quá đi mất. Wow, ui là trời. Có chỗ cho tất cả đồ của tớ nè. Phải dùng ngay mới được, đúng thứ tớ đang cần. Hoàn hảo luôn. Vậy là đủ hết rồi. Đói bụng ghê. Muốn ăn gì đó. Không biết trong cặp có gì không ta? Ít nhất mình nhớ là có. Đừng có lo, tớ có bánh nè. Ăn không? Coi như món quà cảm ơn cậu. Hả, sao nói vừa trong đó được. Này, tớ không phàn nàn đâu, đúng lại tớ yêu thích. Sao không chảy ra vậy? Ôi không, không. Đừng có đến gần em. Cứ chạy đi nhưng không trốn được đâu. Chúng ta nói chuyện được không? Cô chỉ muốn xem điểm của em. Cô không chịu bỏ cuộc. Ê, Gina. Không. Cậu làm gì đây? Sao cậu lại làm thế? Tớ xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi. Nhanh, để tớ giúp. Tớ không tìm thấy nắp. Khoan, tớ nghĩ ra cách rồi. Chắc được đấy. Có thể dùng búp bê. Chà, đầu búp bê. Tớ sẽ tháo nó ra khỏi thân mình. Sau đó nhấn nó vào chai hồ dán là xong. Và tớ sẽ xoắn để tránh nó không tuột ra. Này, tớ thích đấy. Giờ đưa điểm cho tớ. Cậu phải nhanh tay lên. Wow. Khi tớ bóp chai, hồ dán sẽ chảy ra qua mũi. Cứ như nước mũi. Thế hơi ghê, mà buồn cười. Rất tiện lợi phải không? Tớ sẽ dán vào bài kiểm tra. Sẽ chẳng có ai biết đâu. Đến lượt tớ. Nhớ canh chính cô giáo đấy nhé. Wow, tuyệt vời mà trời. Hay lắm Wendy. Tạm biệt F, chào A cộng. Và vừa kịp lúc. Cuối cùng cũng bắt được em. Cô đang chờ lấy điểm của em. Đưa cô xem bài kiểm tra. Dạ đây ạ. Không sợ hãi. Cô ngạc nhiên đấy. Tốt lắm Gina. Còn em thì sao, Wendy? Vâng ạ, điểm của em. Ta-da! Lại một điểm A cộng nữa. Wow, cô cứ nghĩ hai đứa sẽ trượt. Các em làm bài tốt lắm. Mà chờ một chút, đây là gì? Cô chẳng bao giờ hiểu nổi mấy nhóc. Em xin lại. Bình tĩnh.
Hãy thay đổi khuôn mặt nhăn nhó này nào. Tớ sẽ thực hiện đường mổ đầu tiên. Đừng lo lắng, tớ là chuyên gia mà. Lau sạch đi nè. Phải như vậy thì mới nhìn rõ được để thao tác. Để xem chúng ta có gì trong này. Không ổn rồi. Có gì nữa đây? Bảo sao cậu bực bội như vậy. Wow, cả bầu trời tiêu cực ở trong này. Hả? Gì đấy? Không ổn chút nào. Buồn quá đi. Phải thả trái tim ra. Bảo sao cậu giàu dĩ như thế. Việc này sẽ khiến cậu thấy vui hơn. Chúng ta cần cho thêm vài thứ vào trong. Uống đủ nước là rất quan trọng đấy. Tớ biết mình đang nói về điều gì mà. Phải ngủ đủ giấc nữa mới khỏe mạnh và suy nghĩ tích cực. Còn một điều quan trọng nữa nè. Cậu phải đăng ký kênh của chúng tớ. Có đủ mọi thứ cậu cần luôn. Vậy là đủ rồi. Đóng lại như cũ nào. Y như mới nhé. Úm ba la biến hình. Cười đẹp lắm. Wow, cậu đang mặc gì vậy? Tớ thích thế. Khoan, nhìn kìa, Justin đấy. Chuẩn không cần chỉnh, hãy đến với thử thách vẽ. Trời đất ơi, tớ vui quá. Tớ yêu cậu Justin. Đúng là soái ca. Hôn nè. Tớ cảm thấy thật diệu kỳ. Đây là thử thách đầu tiên. Vẽ cái này. Hả? Tớ không để ý lắm. Cậu đùa tớ à? Vẽ đôi cánh. Làm đi. Đôi cánh. Cứ tưởng cậu nói. Thôi không có gì. Ok, vào việc thôi. Tớ có một tờ giấy. Gấp làm đôi nè. Sau đó tớ bắt đầu vẽ một chiếc cánh. Chỉ cần một bên thôi. Rồi tớ cắt nó ra. Tiếp theo, mở tờ giấy ra. Tớ có một chú bướm nhỏ. Đặt nó lên bìa cứng màu đen. Tớ sẽ dùng phấn vẽ các đường. Chia thành các phần nhỏ nè. Rồi tớ đổi sang màu khác. Tô kín nha, không để lại khoảng trống nào. Tớ sẽ tô trên toàn bộ chú bướm và kéo dài ra ngoài bìa đen nữa. Tớ muốn tạo hiệu ứng cầu vồng. Kiểu gì cũng đẹp lung linh cho coi. Justin sẽ mờ êm mê luôn. Chỉ biết hy vọng thôi. Gần xong rồi nè, bây giờ tớ nhấc hình con bướm lên. Nó để lại một cái bóng huyền bí. Cậu có thích không? Xin lỗi là gần cậu tớ bị lo lắng. Cánh của tớ nè. Wow, công nhận là đẹp thật. Mình đã nghĩ ra một ý. Mình biết phải làm gì rồi. Chỉ cần một ít tiền. Ê Cheryl. Hả? Lượn đi gái ạ. Sao cậu dám? Ai cho cậu đối xử với tiền như thế? Đủ làm cậu đổi ý chưa? Có đấy. Cầm lấy con bướm đi. Woohoo, giờ to rồi. Mình sẽ mua thật nhiều pizza. Cậu được mời nhé Justin. Hả? Có thật đấy. Không đâu có, chọn tớ đi. À nhầm, chọn tranh của tớ. Rất ấn tượng đấy Cheryl. Đôi mắt của cậu như thiên thần. Mỗi lần nhìn vào gương tớ cũng cảm thấy như vậy. Và tớ thích con bướm bướm. Cậu biết tớ làm nó mà. Không, đâu phải cậu. Nói đi chứ. Các cậu, bình tĩnh nào, làm ơn. Chẳng hiểu cậu ấy đang nói về chuyện gì. Kệ cô ta. Mình không biết chọn ai cả, Cheryl hay Mindy. Giúp tớ với, hãy viết dưới phần bình luận nhé. Tớ có thể ngắm cậu ấy cả ngày. Nên làm gì bây giờ? Biết rồi nè, đứng dậy. Ok. Ok, xoay một vòng. Cậu muốn tụi tớ? Mình chẳng hiểu cái gì cả. Thế nào? Không, vậy không ổn. Tớ đã cố hết sức. Tớ có một ý tưởng khác. Xem đi nè. Có gì mà cậu ấy không làm được không? Này, tụi tớ phải làm gì với cái này cơ? Wow, đẹp quá đi mất. Tớ biết phải làm gì rồi. Tớ sẽ đặt khuôn tô lên trên váy. Tớ cần một chiếc bút. Không, một chiếc thì không đủ. Chuẩn không cần chỉnh bà con ơi. Tớ sẽ cầm nhiều bút và kéo một đường. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sao trước đây tớ không nghĩ ra nhỉ? Vậy là hoàn thành rồi. Giờ tớ có thể lấy khuôn tô ra. Quả là một chiếc váy lộng lẫy. Cậu thật hài hước, Justin. Mẹ tớ cũng nói thế. Cậu làm tim tớ đập thình thịch. Lẽ ra sáng nay mình phải đánh răng. Đợi tớ một xíu thôi nha. Nên làm gì nữa đây? Cái đó dùng được nè. Này,
tớ đang dùng mà. Việc này quan trọng hơn. Tớ sẽ nhúng bàn chải vào sơn trắng và búng nhẹ lên khắp chiếc váy. Giúp tô điểm cho chiếc váy. Vậy là xong rồi. Nhìn đi nè. Tớ rất muốn mặc nó. Trời đất ơi, cậu tự làm thật luôn đó hả? Khoan, tớ bị rụng lông mi và mắt. Đây rồi. Đầy tay rồi. Tớ có một ý tưởng. Chúc may mắn nhé. Vài người chẳng có gu. Chuẩn, kim tuyến sẽ rất hợp. Tớ sẽ bôi hồ dán lên váy, rồi rắc kim tuyến vàng lên khắp chiếc váy, rồi thêm kim tuyến màu bạc nữa. Ồ, màu tím dễ thêm xỉu. Và cuối cùng thêm chút sắc xanh dương. Giờ thì nhấc khuôn tô lên. Váy đỉnh của chớp. Phải thổi kim tuyến thừa đi. Này, dừng lại đi. Đau quá. Cậu đang nghiêm túc đấy hả? Gái ơi, súc miệng dùm cái. Tớ biết, rất lộng lẫy. Một chiếc váy cưới trong mơ. Nghe không Justin? Không, đừng có mơ giữa ban ngày nữa. Wow, sáng tạo thật đấy. Vừa xinh đẹp vừa tài năng, trọn bộ luôn rồi. Cậu ấy đang nói với tớ. Không, tớ. Tém tém lại Mindy. Đừng gây sự với tớ Cheryl. Hãy để Justin quyết định. Sao? Cậu mau biến đi. Cậu vã lắm rồi à? Nhưng tớ sẽ không để cậu phá hủy ngày đặc biệt của tớ. Các nàng, chỉ là... Wow, hai người thật xinh đẹp. Tớ yêu cả hai. Thật sự, vẻ đẹp hoàn hảo. Nói tớ đấy. Vậy sao cậu ấy lại nhìn về phía tớ? Pop it. Mình thích thứ này. Khoan, tớ đã nghĩ ra một ý. Cậu thật thông minh. À đúng rồi, đợi tớ một chút. Cứ thong thả, tớ sẽ ngắm nhìn khung cảnh này. Một con lăn. Chẳng dùng được đấy. Cheryl, cậu đang làm gì vậy? Chà chà đằng ấy, tớ có thứ này cho cậu. Tớ sẽ trân trọng nó. Giống như cách tớ trân trọng những khoảnh khắc mình bên nhau. Mindy, cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? Cái gì vậy? Bỏ con lăn xuống đi. Tớ cũng yêu cậu. Ok, tớ biết mà. Bình tĩnh cái đã. Dữ dằn mất hình tượng quá. Mình sẽ tiếp tục sự nghiệp sáng tác. Sợ quá đi mất. Nhìn hay đấy. Tớ sẽ chấm sơn lên con lăn. Bắt đầu với màu đỏ. Tớ sẽ chấm theo một đường thẳng như thế này. Việc này lôi cuốn ghê. Không biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Kiên nhẫn đi Cheryl. Cậu sẽ biết sớm thôi. Tớ sẽ làm tương tự với sơn màu cam. Tớ cố gắng xếp cho thẳng với màu đỏ. Tớ sẽ chấm thêm các màu khác cho đến khi phủ kín con lăn. Giờ mới đến phần vui nè. Tớ sẽ lăn nó trên một tờ giấy. Không cần phải vội vàng đâu. Ok, vậy là được rồi. Đó là chân dung của Puppet. Cậu có thể đóng khung nếu muốn. Wow, ý tưởng sáng tạo ghê. Tớ cũng nghĩ ra một ý hay. Tớ sẽ nhúng các ngón tay vào sơn. Mỗi ngón tay một màu luôn nè. Wow, nhiều màu quá đi. Này Justin, xem nhé. Tớ sẽ nhấn các ngón tay lên tờ giấy. Và tớ sẽ vẽ nhiều hàng. Mỗi hàng một màu, dễ hợt luôn đó. Xong rồi nè. Rất đẹp phải không? Cậu bắt chước tớ. Đâu có đâu. Ôi trời, sao cậu dám? Cheryl, thôi ngay đi. Sao, tớ lỡ tay thôi. Nhìn tớ xem. Nhìn cậu buồn cười thật. Các cậu, thôi nào. Còn nít dã man, giờ hãy xem đây. Không, đừng làm thế. Ôi khuôn mặt đẹp trai. Trông tớ thế nào? Cứ nói thật nhé. Tớ biết, trên cả tuyệt vời. Làm cho chiếc ốp lưng điện thoại nhàm chán này trở nên thú vị hơn. Tớ chỉ cần bút 3D thôi. Đầu tiên tớ sẽ vẽ xung quanh ống kính máy ảnh. Sau đó vẽ theo rìa của ốp lưng. Tớ rất thích màu này, rất sáng luôn. Tiếp theo tớ vẽ các đường dọc ở rìa. Phần này thường dễ bị quên nè. Khi đã xong tớ sẽ vẽ các đường chéo trên ốp lưng. Thế này nè. Tớ sẽ làm tương tự theo chiều ngược lại. Rất đẹp phải không? Bây giờ tớ sẽ lật điện thoại lại. Ồ, nhìn khuôn mặt cười đó kìa. Tớ sẽ cần hình ảnh này của Blue. Tớ sẽ dùng bút 3D tô theo viền. Tô thế này dễ hơn tự vẽ nhiều. Rồi tô vào bên trong. Cẩn thận để không tô vào mắt. Bởi vì mắt sẽ được tô màu trắng nè. Tớ đang tạo các đường chéo ở đây. Giờ tớ có thể vẽ một chữ X nè.
Hoàn thành xong đôi mắt thì tớ vẽ vương miện. Hiển nhiên tớ sẽ tô màu vàng. Tớ phải làm họa sĩ mới đúng. Giờ thì nhấc nó ra khỏi màn hình. Tớ sẽ lật mặt sau của điện thoại lên và dán blue vào nó. Các bọn quá đi mất. Đây mới gọi là ốp lưng điện thoại chứ. Hoàn hảo luôn. Dặm lại son môi cho xinh nè. Đâu rồi ta? Xinh quá nè. À, tớ đang tìm cái đó đấy. Cảm ơn Annie. Cậu làm gì vậy hả? Không, đừng. Tớ thích màu này. Của tớ mà. Có nhớ không? Wow, làm gì mà nhảy dựng lên. Sao cậu dám chứ? Thôi đi Ava. Tớ nói tốt đấy. Tớ bắt đầu thấy bực mình rồi đấy. Dừng lại đi. Xem đây. Xinh xỉu luôn. Muốn chơi thì chị chiều. Có thích cái này không? Thế à, xem đây. Màu này hợp tớ hơn cậu nhiều. Nhìn cậu như chú hề. Chú hề xấu thảm hại. Thôi, quá đủ rồi đấy. Ha, của tớ hết. Hay lắm Annie. Hóa ra đây không phải là son của mình. Ngại chết mất thôi. Mình phải xin lỗi Annie mới được. Chờ chút, mình có một ý tưởng. Mình sẽ cần bút 3D. Mình sẽ dùng bút để tạo một vòng xung quanh thỏi son. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ cuốn thành nhiều lớp. Thế này nè, mình sẽ cuốn như vậy đến hết thỏi son. Và khi đã đến cuối, mình sẽ phun vào đáy của thỏi son. Phun kín, không để hở chỗ nào nha. Ok rồi, mình dùng bút 3D để tạo một chữ A. Rồi dán nó lên trên nè. Và thế là xong rồi. Ôi, Annie đang đến. Annie, tặng cho cậu nè. Hả? Cái gì đấy? Thỏi son của tớ à? Wow, đẹp quá đi mất. Cảm ơn Ava. Tớ xin lỗi, tớ tìm thấy rồi. Không đời nào giống hệt của tớ. Chiếc vòng cổ này chỉ là... Wow! Mình thật may mắn. Nó chỉ là quá đẹp. Wow! Ow! Đau quá. Ôi không! Vòng của tớ. Đứt mất rồi. Chán thật đấy. Ú là. Biết đâu mình sửa được. Xin chào. Có ai ở đó không? Hãy nhìn chất lượng của chiếc máy hàn đó đi. Này! Yuhu! Bên này nè. Hả? Cậu muốn cái gì? Chào Annie, vào đây đi. Cậu chắc chứ? Cậu làm gì đấy? Tớ làm đứt vòng cổ. Cậu làm gì mà đứt đôi luôn? Nhưng mà tớ sửa được. Để tớ xem có vấn đề gì. Không sửa được nữa. Vứt vào thùng rác cho lành. Nhưng tớ thích nó. Không, cậu không thích. Tớ sẽ làm vòng cổ đẹp hơn cho cậu. Nhìn đây nè. Cậu có thấy ổn không vậy? Đây không phải là phong cách của tớ. Tớ chưa xong đâu. Không, tớ chịu thôi. Kiểu này hơi điên điên. Wow, cậu hơi bị cầu kỳ về chuyện trang sức đấy. Tớ hết ý tưởng rồi. Phải có cách nào cho chúng mình chứ. Mà chờ một chút, tớ nghĩ ra cách rồi. Tớ chỉ cần puppet này thôi. Tớ sẽ phun nhựa từ bút 3D này vào các lỗ nhỏ. Cứ làm như vậy đến hết hàng luôn. Sau đó, tớ sẽ đặt dây chuyền dọc theo và phun thêm nhựa lên trên. Tớ muốn đảm bảo nhựa bọc lấy dây chuyền.
Giờ chỉ cần đợi cho nó cứng lại, tớ sẽ lấy ra khỏi puppet. Thử đi nè. Trông tớ thế nào? Tớ muốn xem nó. Wow, trông giống như những bông hoa. Không tin nổi là cậu tự làm. Oh wow, đẹp quá đi mất. Cảm ơn cậu. Này, vẻ của tớ mà. What? Huh? Yes. Eh? Eh? Wow. Hey. Oops. Em rồi. Em mệt quá nè. Chờ đã. Wow, cái gì kia? Mẹ đang bận. Cơ hội đây rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thêm một xíu nữa thôi. Gần đến rồi. Con đang làm gì vậy? Mình đã chờ mãi giây phút này. Sắp được rồi, đưa tay ra. Không. Bỏ tay ra. Từ từ đã và... Lại bị chặn. Con không bỏ cuộc đâu mẹ ạ. Mình phải ngăn không cho chuyện này xảy ra. Mình sẽ dùng băng dính dán ổ cắm lại. Vậy là được rồi. Cho Ava khỏi tay máy. Tạm biệt người bạn. Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Hay quá chị sang chơi. Chị ngồi đi ạ. Mềm quá nè. Em trang trí lại rồi. Chị thấy thế nào? Chị thấy mấy món trang trí này đẹp không? Con cá vự ghê. Có phải nghệ thuật hiện đại? Đó, đó là vì Ava. Không có gì đâu ạ. À. Chị có cách giúp em rồi. Ngày xưa chị cũng đau đầu về chuyện này. Sẽ không lâu đâu. Đầu tiên chị sẽ dùng bút 3D vẽ một hình tròn. Giờ thì tô vào trong. Chị vẽ một hình chữ nhật ở giữa bằng bút dạ. Để chống nó nhé. Gần hoàn thành phần này rồi. Tiếp theo chị sẽ phun nhựa màu trắng vào hình chữ nhật. Việc này rất dễ mà lại còn rất vui nữa. Ok, sang giai đoạn tiếp theo. Chị muốn vẽ một hình tròn nhỏ hơn trên đĩa. Chị làm cho nó dày lên, chừng này nè. Rồi gài nó vào trong ổ cắm. Thêm vài cái nè. Cứ thỏa sức sáng tạo các hình khác nhau. Không lo Ava đút tay vào nữa. Đó, đó là gì? Này, chẳng có gì với cả. Trời, con chán rồi. Ồ, tớ khá chắc là đúng rồi. Tớ sẽ ghi lại. Ồ, tớ có một ý hay hơn. Úi. Không. À, dừng lại đi. Để cho tớ. Tớ sẽ hợp sức với cậu. Cơn mưa khăn giấy đây. Không thể để nó đổ. Khoan. Ồ, không cao trào như tớ tưởng. Ừ, tớ hơi bị thất vọng đấy. Ý là không đổ thì tốt mà. Tớ đã chuẩn bị cho tình huống xấu. Nó vẫn đang xoay. Có khi lại phá kỷ lục đấy chứ. Khoan, khoan. Không, phải nói thật là chuyện này càng lúc càng chán. Thôi nào, chịu khó chờ đi. Này này, có gì lạ lắm. Eva thức dậy. Ôi, tớ dậy rồi. Kìa, nó đang đổ. Laptop của tớ. Không. À! Hóa ra chỉ là mơ. Eva không.
Được rồi. Có chuyện gì vậy? Suýt thì toi. Chúng mình không muốn có sự cố đâu. Tớ sẽ đặt giấy bạc lên miệng cốc. Tớ sẽ bọc giấy bạc như thế này nè. Kéo cho căng ra mới chuẩn. Bây giờ tớ cần súng bắn keo. Tớ sẽ phun một đốm tròn ở giữa. Rồi phun cho nó rộng ra phía rìa. Tớ muốn phủ hết giấy bạc và để keo chảy xuống thành cốc tớ rất thích ngắm nó chảy xuống. Giờ chờ cho keo khô. Giờ thì lấy giấy bạc ra. Vậy là chúng mình đã có nắp xinh cho cốc. Cậu thấy thế nào? Wow, cẩn thận! Wow, tuyệt vời không mặt trời? Làm nốt bài tập về nhà nào. Khoan, tặng cho tớ à? Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật Annie. Mở ra đi, mở ra đi. Hào hứng quá đi mất thôi. Ôi, tớ cảm ơn. Nó ở... dễ thương. Không cần đâu mà, thật đấy. Sao thế? Tớ đã có tai nghe rồi. Hũi xì rồi, đừng dùng nữa. Loại này tốt hơn nhiều. Ừ, để tớ thử xem sao. Dù sao cũng là quà cậu tặng. Ừ, tớ thích lắm. Quẩy lên nào. Cảm ơn Ava. Nhảy nhót cũng mệt hết đấy. Ngồi nghỉ một xíu đã. Hôm nay chơi vui quá. Khát nước dã mòn. Khoan, có gì đó trong cốc của mình. Cái gì vậy? Eo ơi, sao nó lại ở trong này? Khoan đã. Đúng rồi, bảo tại sao. La 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 la. Còn bụi sàn nhà. Chup du bup. Woo. Du 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 la la la. Sàn bụi dã man con ngàn. Hả? Tiếng gì vậy? Mày hút bụi bị sao thế nhỉ? Lại nữa à? Đã đến lúc đổ mồ hôi rồi. Nhưng iPod nhất định không được rơi nữa. Mình sẽ ấn cho thật chắc vào. Ok, đi chạy nào. Cảm nhận sự đốt cháy. Muốn đẹp phải siêng. À, không gì có thể ngăn mình. Ôi không. Vô tôi hay gì hả? Quay lại đây. Dừng lại, chờ ta với. Làm ơn, chậm lại đi mà. Sắp bắt được mi rồi. Dừng lại. Tập cardio quá nhiều luôn. Ok, kỳ vậy. Cái này ở đâu ra? Của tớ. Cậu phải cẩn thận chứ Annie. Và sáng tạo lên xíu. Xem đây này. Cậu chỉ cần súng bắn keo thôi. Chỉ cần vẽ đường viền của vành tay như này. Rồi gắn AirPods vào đó. Wow, dễ chịu quá nè. Tớ có thể lắc đầu mà nó vẫn không rơi. Đúng như tớ đang cần. Đi thôi.